Nói nhảm quá, Long Tiểu Huyền rất dám thí, nhưng mà khẩu khí của hắn hiển nhiên cũng nói cho Giang Trần biết, hắn cũng không muốn bạo lộ chân thân. Giang Trần ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Long Tiểu Huyền hiện tại đã sớm không phải là Long Tiểu Huyền năm đó từ Mộc Linh Chi Tuyền đi ra. chương 2038, Hắc Dực Long Lão 2 C. Dực Long Lão 2 Sau khi đột phá hoàng cảnh, thực lực của Long Tiểu Huyền đại tăng, trí nhớ truyền thừa của Long Tộc không ngừng thức tỉnh, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, loại tình huống loại tính cách không an phận của long tộc tất nhiên cũng bạo phát ra để cho tử tôn chân long nhất tộc trải qua cuộc sống giống như con chuột không thấy ánh mặt trời khiến cho trong lòng long tiểu huyền có lẽ đã sớm chán trường nếu như vậy thì tới đi trong lòng giang trần cũng tràn ngập hào hùng chân thiếu chủ nếu như ngươi e ngại thì sớm nhận thua đi bổn đế đã đợi ngươi lâu rồi thanh âm hung hăng càn quấy của tu la đại đế từ phía xa truyền tới mà sau lưng tu la đại đế một đầu hung thú như chim cực lớn hình dáng hung mãnh toàn thân đen kịt giống như từ trong địa ngục chui ra vậy hung thú này chẳng lẽ có tứ chi mạnh mẽ có lực còn có một đôi cách bằng xương thị đôi cánh bằng xương thị kia một khi mở ra che khuất bầu trời diện tích bao phủ kinh người đầu hung thú này vừa mới đứng trên lôi đài cơ hồ che khuất nửa bầu trời của lôi đài đầu hung thú này toàn thân đen kịt trên trán lại có đôi mắt màu xanh lá trong mắt xanh ngắt giống như ác quỷ ở địa ngục hung hãn cực kỳ ngao đầu hung thú này đột nhiên lại mở đôi cánh bằng xương thịt này ra lập tức trên lôi đài cắt bay đá chạy mây đen ảm đạm giống như trong nháy mắt phiến thiên địa này đều biến sắc thanh âm bén nhọn kia hình thành khí thế đáng sợ giống như có thể đâm thủng linh hồn của võ giả bất kể là từ khí chất hay là từ khí thế đầu khí thế này đều khiến cho người ta có cảm giác sởn hết gai ốc ánh mắt giang trần khẽ động nhìn qua đầu quái vật màu đen này trong lòng hơi có chút kinh ngạc đây là hát rực long liêu hắc dược long liêu cũng không phải là linh trùng thuần túy, mà là huyết mạch hỗn tạp ở thời đại thượng cổ, có người nói đây là kết hợp của long tộc thượng cổ và liêu tộc hung tàn nhất mặt đất. Mặc kệ tin đồn là thật hay giả, nhưng mà hắc dược long liêu này quả thực vô cùng, hung ác giống như trong truyền thuyết. Loại quái vật này võ giả bình thường căn bản không có khả năng thu phục, chiếm được nó. Cũng may là tu la đại đế, cường giả tu luyện tu la sát đạo mới có biện pháp chấn áp hung vật bực này từ khí chất này có thể nói hắc dực long liêu vô cùng phù hợp với tu la đại đế cũng khó trách đầu hung thú này từ sau khi đi theo tu la đại đế cũng không có bao nhiêu không phục và không cam lòng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của giang trần bản năng tu la đại đế liền cho rằng đối phương bị đầu chiến thú khí ước của mình hù cho sợ hắc dực long liêu bên ngoài quả thực vô cùng hung hãn hơn nữa khí thế cũng vô cùng cường đại nhưng mà muốn nói bằng vào bộ dáng hung thần sát ác này hù dọa giang trần như vậy chẳng khác nào là suy nghĩ hão huyền Giang Trần hoàn toàn bất động, biểu lộ lạnh nhạt, từng bước một đi lên lôi đài. Ngoài mạnh trong yếu a, à, nhìn như hung hãn, muốn dựa vào nó dọa người sao? Tu La, không thể không nói, người rất ngây thơ a. À. Tu La đại đế u ám cười rộ lên, đã đến nước này ngươi còn định mạnh miệng hay sao? Chân thiếu chủ, bổn đế muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì mà đấu với thú chiến khí ước của bổn đế? Giang Trần mang theo một tia trào phúng nhìn về phía Tu La đại đế, chậc chậc nói: bây giờ ngươi nhất định rất đắc ý cảm thấy bằng vào loại phương thức thi đấu này ngươi nhất định sẽ thắng đúng không chẳng lẽ không phải sao tu la đại đế chậm rãi nói hắn quả thực đã cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay cho dù giang trần có hỏi như vậy giang trần cũng không cho rằng giang trần có con át chủ bài nào lợi hại bởi vì tu la đại đế đối với hắc dực long liêu này vô cùng có lòng tin một khi hung tính của đầu long liêu này bị kích thích ngay cả hoàn cảnh cao dai cho dù là tu sĩ hoàng cảnh đỉnh phong trong nhân loại cũng phải kiêng kỵ nó ba phần. Hung tính của Long Liêu làm cho nó trong chiến đấu thường thường có thể bắn ra khí thế cường đại hơn địch nhân vài lần. Loại hung tính này cũng làm cho Long Liêu thường thường có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình một bậc. Tu La Đại Đế hiển nhiên cố ý lập uy trước mặt Giang Trần, giết chết nhuệ khí của Giang Trần. Nhẹ nhàng huyết gió, huyết sáo, ý bảo đầu hung thú kia có thể ra tay. Đầu hắc rực Long Liêu kia đột nhiên thét dài một tiếng, ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng, đôi cái bằng xương thịt sau lưng dương lên, liên tục chấn động. Siêu siêu siêu, cương phong cường đại lập tức khuếch tán khắp thiên địa, tạo thành khí thế đáng sợ, bao phủ cả bốn phía lôi đài. Mà trong tiếng thét dài của đầu hắc rực long điêu kia có một cỗ khí thế hung lệ đáng sợ, càng hình thành uy áp khí thế đáng sợ, nhào đầu về phía giang trần. Chân. chân thiếu chủ, không phải ngươi định nói cho bổn đế, ngay cả một đầu thú chiến khí ước ngươi cũng không có đấy chứ. Tu la đại đế dương dương đắc ý, giọng điệu giống như thợ săn trêu đùa con mồi. Mí mắt Giang Trần nhẹ nhàng nhấc lên, miệng nở nụ cười châm chọc. Tu la, ta chỉ muốn nhìn xem một chút, đầu hắc rực long điêu này rốt cuộc có vài phần thủ đoạn. Hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Bằng vào tư chất bậc này của đầu long liêu này, tu vi cùng lắm chỉ là hoàng cảnh cao dai, đừng có mơ tiến vào đế cảnh. Loại thú chiến khế ước này cũng chỉ là để giữ thể diệt, dọa người bình thường mà thôi, thực sự không biết có gì mà ngươi lại đắc ý như vậy khí thế ngập trời mà đầu hắc rực long liêu của tu la đại đế tràn ra tu la đại đế muốn dùng loại khí thế này áp chế khí thế của giang trần làm cho giang trần khuất phục thế nhưng mà mặt giang trần không đổi sắc hoàn toàn không có bị dọa sợ khi nói chuyện còn khiến cho tâm ý tu la đại đế hoảng loạn tiểu tử này không ngờ lại nhận ra hắc rực long liêu của ta hắn hắn ta làm sao có ánh mắt này vậy trong lòng tu la đại đế đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bực bội khó hiểu hắc dực long liêu này không phải là thú tộc bình thường loại hung thú huyết mạch tạp sao này là thứ ngàn năm khó cầu người bình thường căn bản không biết ngay cả tu la đại đế cũng phải tra rất nhiều tư liệu thỉnh thoảng lại thụ giáo tất cả đại sư ngự thú nhất đạo mới miếng cưỡng biết rõ lai lịch đầu hung thú này thế nhưng mà chân thiếu chủ của khổng tước thánh sơn này không ngờ lại dễ dàng nói toạc ra lai lịch của hắc dực long liêu chuyện này khiến cho phần đắc ý trong lòng tu la đại đế lập tức giảm bớt đi nhiều giống như nắm một lá bài tẩy khi chuẩn bị nhìn nát đối thủ, đối thủ lại một câu nói toạc ra át chủ bài của hắn, loại cảm giác này khiến cho Tu La Đại Đế khó chịu giống như ăn giỏi ăn bọ vậy, vô cùng buồn nôn. chương 2039, Trân Long Hiển Thánh N Thánh, quê quá hóa khùng, Tu La Đại Đế hử lạnh một tiếng nói. chân Thiếu Chủ, người đã biết được hung danh của Hắc Dực Long Liêu thì phải biết phán này ngươi không có phần thắng nào. Cũng khó mà thay đổi kết quả toàn cục, bổn đế đã từng nói qua, ngự thú nhất đạo này ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Nhìn thấy khí thế của hắc dực long liêu kia, hơn 800 chư hầu phía dưới đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Bọn họ từ trên người hắc dực long liêu cảm nhận được một cỗ khí tức hung ác. Loại khí tức đáng sợ này giống như có thể xé nát tất cả. Những chư hầu ủng hộ Giang Trần cũng không khỏi toát mồ môi hột thay Giang Trần. Mặc dù là bên khổng tước Thánh Sơn, đại bộ phận người cũng cao mày, hiển nhiên đối với sự tồn tại của hắc dực long điêu cũng cực kỳ kiêng kỵ, trong lòng lo lắng vạn phần ngược lại hoàng nhi và vô song đại đế bên này biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh trong lúc đó trong mắt giang trần bắn ra một đạo kim quang sắc bén bắn về phía tu la đại đế tu la người biết vì sao ngươi một mực không có cách nào làm được lão đại của lưu ly vương thành hay không hư chuyện cho tới nước này ngươi còn muốn dùng lời mê hoặc người khác hay sao sắc mặt tu la đại đế không vui bởi vì ngươi giống như con cóc ở đáy giếng vậy vĩnh viễn chỉ thấy một mảnh trời nhỏ trước mặt vĩnh viễn không biết thế giới này lớn tới bao nhiêu. Chỉ là một đầu hắc rực long lưu đã khiến cho người đắc ý như vậy. Hôm nay ta sẽ cho người kiến thức một chút, biết rõ cái gọi là Sơn Ngoại Hữu Sơn. Ngữ khí giang trần đột nhiên lạnh lẽo, cao giọng nói. Sơn Ngoại Hữu Sơn, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả ánh mắt đều có chút khó hiểu nhìn qua giang trần, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, chân thiếu chủ này rốt cuộc có con át chủ bài nào còn chưa xuất ra vì sao dưới sự cường thế của hắc dược long liêu hắn ta vẫn luôn chấn định tự tin như vậy chẳng lẽ chân thiếu chủ này thực sự còn có át chủ bài ghê gớm nào còn chưa xuất hiện trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng trông mong mọi người đều biết chân thiếu chủ này cơ hồ có thể nói là người am hiểu sáng tạo kỳ tích nhất lưu ly vương thành này từng lần từng lần hắn đều biến vô số chuyện không có khả năng biến thành khả năng lúc này hắn sẽ mang tới cho mọi người bao nhiêu kinh hỉ nữa đây lần này hắn sẽ lại sáng tạo kỳ thích hay sao? Tâm tình tu la đại đế vốn vững vàng như bàn thạch, bởi vì những lời này của Giang Trần rót vào trong đạo tâm của hắn, đột nhiên xuất hiện vết rách khó có thể lấp đầy. Rốt cuộc trong hồ lô của tiểu tử này bán loại thuốc gì? Tu la đại đế bán tín bán nghi, nhưng mà giờ phút này hắn vẫn như trước không cho rằng Giang Trần này có thể triệu hồi ra thú chiến khí ước mạnh mẽ hơn hắc rực long liêu của hắn. Dùng trình độ và thực lực của chân thiếu chủ này, nào có đạo lý tiểu tử này lại thu phục được thú chiến khí ước mạnh hơn Hắc Sực Long Liêu của hắn. Hung thú cường đại như vậy, một cái tát sẽ chụp chết tiểu tử hắn, làm sao có thể để cho tiểu tử đó thuận lợi thu phục hay sao? Tiểu tử này nhất định là điên rồi, trong lòng Tu La Đại Đế tràn ngập hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tiểu tử này nhất định điên rồi. Hiển nhiên Giang Trần không có điên, trái lại giờ phút này đầu óc hắn thanh tỉnh vô cùng, sau khi trải qua trao đổi với Long Tiểu Huyền, trong lòng hắn đã không có bất kỳ khúc mắc nào cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Ngủ đông, ở ẩn lâu như vậy, chân long nhất tộc như long tiểu huyền này nhất định sẽ phải có một ngày một bước lên trời. Giang Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế cường đại đột nhiên không ngừng hút khí lưu chung quanh hư không lại, hình thành một tiếng long ngâm đáng sợ. Đây là thần thông mà trong thịnh hội lưu ly vương tháp Giang Trần đã từng thi triển ra. Tiếng long ngâm này vang vọng, thủ quyết Giang Trần biến đổi, đột nhiên một đạo quang mang chói mắt từ trong tay hắn bắn ra, tầng mây trên hư không lập tức cuồn cuộn. cuộn sau một khắc pháp thân của long tiểu huyền điên cuồng cuồn cuộn khí thế mạnh mẽ tràn ra hiển hiện trên tầng mây ngao long tiểu huyền pháp thân chân long hiện lên tiếng long ngâm của chân long nhất tộc tuyệt đối không phải là thần thông bình thường một tiếng long ngâm này phối hợp với tiếng long ngâm của giang trần lập tức tạo thành biển sóng âm đáng sợ giống như muốn khuấy cho thiên địa này điên đảo lên tiếng sấm vang vọng không ngừng tầng mây cuồn cuộn chân long pháp thân cuồn cuộn trong hư không trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao huyết mạch của cơ hồ tất cả võ giả có mặt giống như đột nhiên bị thiêu đốt trong lồng ngực tràn ngập một cỗ nhiệt huyết long là chân long không phải chứ cương vực nhân loại chúng ta có chân long hay sao không thể tưởng tượng được không thể tưởng tượng được đây là thú chiến khí ước của chân thiếu chủ hay sao như vậy cũng quá khoa trương a à, chân long nhất tộc chỉ tồn tại trong thần thoại mà thôi chân thiếu chủ này không ngờ lại thu phục được một đầu chân long làm thú chiến khí ước trời à, ở trong thần thoại chỉ có người có số mệnh chư thiên mới có thể được gọi là chân long thiên tử, chân thiếu chủ này chẳng lẽ thực sự là chân long thiên tử hay sao? Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, chân thiếu chủ có số mệnh như vậy không phải là chân long thiên tử thì là cái gì? Nực cười, nực cười thay, tu la đại đế này lại muốn nhảy nhót, mưu toàn muốn cướp lấy vị trí của khổng tước thánh sơn. Ta thấy hắn điên rồi, chân long thiên tử, chật chật, chân thiếu chủ, chân thiếu chủ, ta đã quyết định rồi. Đời này ta chỉ ủng hộ Chân Thiếu chủ mà thôi. Ta cũng vậy, số mệnh của Chân Thiếu chủ ngay cả Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cũng phải cam bái hạ phong a. À. Khó trách thiếu chủ tuổi còn trẻ như vậy mà có thể làm được nhiều đại sự như vậy. Hóa ra đây là thiên tài trời sinh có đại khí vận. Nhân vật bậc này, đợi một thời gian nữa, tất sẽ trở thành người đứng đầu cương vực nhân loại chúng ta. Hiện tại coi như ta đã thấy rõ, vì sao Khổng Tước Đại Đế lại yên lòng ra ngoài như vậy. Hóa ra lão nhân gia mở ra Chư Thiên Tuệ Nhãn, sớm nhìn ra chân thiếu chủ là người có đại khí vật. Có đạo lý A, Tu La Đại Đế chỉ là một đạo nan đề mà khổng tước Đại Đế cố ý sắp xếp để khảo nghiệm chân thiếu chủ. Phục, đời này lão tử không có phục qua ai. Đối với chân thiếu chủ, lão tử đã triệt để phục. Mặc kệ lần này chân thiếu chủ thắng hay thua, trong lòng lão tử, Lưu Ly Vương Thành chỉ có một trưởng khống giả là chân thiếu chủ. Những người khác, hắc hắc, lão tử không chấp nhận. Chân Long Hiển Thánh, Kỳ quan bực này ngay cả những đại đế có mặt ở hiện trường trong lúc nhất thời cũng ngừng thở, nhìn qua cảnh này, một lúc lâu cũng không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Kể cả những khách mời ở khu khách quý kia, biểu lộ trên mặt vô cùng phức tạp, nhìn qua chân long hiển thánh trên lôi đài, thật lâu không nói được lời nào. chương 2040, sĩ khí tăng lên một Khí tăng lên, một cái này thật đáng sợ. Một màn trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với thế giới này. Chân long nhất tộc xuất hiện, quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. chân long nhất tộc tiểu tử họ chân này rốt cuộc có địa vị gì? đan cực đại đế lúc này trong lòng tràn ngập cảm xúc, thậm chí trong nháy mắt này trong đầu hắn còn sinh ra một ý nghĩ đối nghịch với chân thiếu chủ này thực sự có lợi sao? thực sự quan trọng như vậy sao? mà thiên đô chi chủ lúc này trong lòng tràn ngập kinh hãi. chân thiếu chủ này không ngờ lại thu phục được chân long nhất tộc là thú chiến khí ước. muốn làm được chuyện này cần thực lực thế nào a? À? Tiểu tử này nếu như thực sự là Giang Trần, địch nhân của Bất Diệt Thiên Đô chúng ta, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên bình a. À. Bất Diệt Thiên Đô cũng luôn hoài nghi chân thiếu chủ chính là Giang Trần, cho nên Bất Diệt Thiên Đô đối với chuyện của Lưu Ly Vương Thành vô cùng quan tâm, bọn họ vô cùng hy vọng Tu La Đại Đế đuổi chân thiếu chủ xuống lôi đài, để Bất Diệt Thiên Đô bọn họ điều tra một chút, rốt cuộc chân thiếu chủ này có phải là Giang Trần mà bọn họ đuổi giết hay không. Hiện tại thấy một màn như vậy, trong lòng Thiên Đô chi chủ chỉ có thể khẩn cầu hy vọng chân thiếu chủ này không có một chút quan hệ nào với Giang Trần. Nếu không, bất diệt thiên đô sẽ hậu hoạn vô cùng. Khiếp sợ, không chỉ đơn thuần là đan cực đại đế và thiên đô chi chủ, ngay cả hàn thiên chiến và hàn thiên trượng, hai huynh đệ hạ vũ thiên kiếm tông này cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đan đế khách khanh mà hạ vũ thiên kiếm tông bọn họ thuê thậm chí lại còn thu phục được một đầu chân long, cảnh này thực sự khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa được mà tố hoàn chân của thiên thiền cổ viện, giữ hai hàng lông nghi kia cũng nhân lại. Trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ, hiển nhiên cảnh tượng chân long hiển thánh, cũng là cho tố hoàn chân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cũng giật mình, còn có những bằng hữu của tu la đại đế, nhất là thương hải đại đế, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả chuyện này, trong lòng hắn hiện tại đang nhấc lên sóng to gió lớn. Ở sâu trong lòng hắn, cũng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí còn tràn ngập ghen ghét, tràn ngập khó hiểu, tràn ngập vẻ khó có thể tin tưởng nổi dựa vào cái gì dựa vào cái gì mà chuyện tốt trong thiên hạ này dường như đều bị tiểu tử này chiếm hết lực rung động của chân long hiển thánh cơ hồ đã khắc dấu ấn khó quên trong lòng tất cả mọi người biểu hiện trên mặt tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể thoát khỏi cảm giác khiếp sợ này người giật mình nhất kỳ thực không ai qua được tu la đại đế đang đối kháng với giang trần trên lôi đài giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm không thôi mặt đen lên nhìn qua đầu chân long đang đứng đối diện với hắc dực long liêu của hắn luận tu vi cảnh giới hắc dực long liêu dường như còn mạnh hơn nhưng mà luận khí chất luận khí thế luận đủ loại điều kiện hắc dực long liêu ở trước mặt chân long nhất tộc quả thực giống như con cháu nhìn thấy lão tổ tông vậy hoàn toàn không phát huy được hung tính vốn có của nó long tộc chân long nhất tộc đều có một loại khí thế gọi là long uy chân long nhất tộc loại khí chất này truyền thừa từ trong huyết mạch đây là thú mà bất luận huyết mạch long tộc nào cũng phải chú ý nhìn vào trên người hắc dực long liêu kỳ thực không có bao nhiêu huyết mạch long tộc tuy rằng là huyết mạch kết hợp giữa long tộc và liêu tộc, nhưng mà trên người hắc dực long liêu này kỳ thực huyết mạch long tộc đã vô cùng mỏng manh. Nhưng mỏng manh thì mỏng manh, cuối cùng vẫn có. Trước mặt chân long nhất tộc như long tiểu huyền, một chút huyết mạch long tộc ít ỏi của hắn bị khí tức chân long của long tiểu huyền dồn ép, cơ hồ tất cả hung tính phải thu liếm, mất hết. Đây là một loại kiêng kỵ, sợ hãi theo bản năng. Hắc dực long liêu này, một khi hung tính không phát huy ra thì sức chiến đấu của hắn cũng không có cách nào trở mình tăng lên gấp bội, mà Long Tiểu Huyền mặc dù chỉ là hoàng cảnh sơ dai, nhưng mà Long Tiểu Huyền có các loại thủ đoạn Long tộc cộng lại, hoàn toàn có thể chính diện đối kháng với hoàng cảnh cao dai. Huống chi, Long Tiểu Huyền trong quá trình kết giao với Giang Trần, cũng từ trên người Giang Trần học được rất nhiều bí quyết chiến đấu, không hoàn toàn không biết lợi dụng một ít ưu thế huyết mạch chân Long của mình. Như vậy, không tới một phút đồng hồ, hắc dực Long liêu kia liên tục kêu oan, bị Long Tiểu Huyền đánh cho không còn lực hoàn thủ. Nhìn qua hắc dực Long liêu chật vật chạy trốn khắp nơi, trong lòng tu la đại đế cơ hồ nhỏ máu, có một thứ gọi là tự tôn đang sói mòn trên mặt hắn. Hắn thu phục đầu hắc rực long liêu này cũng có 10 năm, trăm năm, vẫn luôn nhìn thấy hắc rực long liêu bắt nạt hung thú khác, những linh thú khác. Thế nhưng mà cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như vậy của hắc rực long liêu. Bộ dáng hốt hoảng kia giống như một tiểu hài tử tránh né roi vọt vậy, hốt hoảng mà chật vật. Đây là một mặt mà từ khi tu la đại đế thu phục hắc rực long liêu đến nay chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này giống như giang trần đang dùng tay không ngừng tát vào trên cái mặt dày của tu la đại đế vậy trước khi chân long hiển thánh hắn còn dõng dạc nói người ta không có cơ hội thế nhưng mà trong nháy mắt hắn đã bị đánh vào mặt mũi chân thiếu chủ nói hắn là ếch ngồi đáy giếng xem xét qua cảnh này quả thực là hắn có chút giống như ếch ngồi đáy giếng chân long nhất tộc sắc mặt tu la đại đế thái nhật giờ phút này quả thực hắn hận không tìm được một khe nước trên đất sau đó chui vào trong lòng lại lo lắng có chút ghen ghét, lại không cam lòng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Các loại tiếng nghị luận phía dưới hắn cũng nghe được, nhất là bốn chữ chân long thiên tử này, càng đã xâm thật sâu vào lòng tự tôn của Tu La Đại Đế. Chân long thiên tử, hắn không tin, cho dù chân thiếu chủ này triệu hồi ra chân long nhất tộc, hắn cũng không tin chân thiếu chủ này là chân long thiên tử gì đó. Hắn muốn thắng, nhất định phải thắng. Trong lòng Tu La Đại Đế tràn ngập ý nghĩ điên cuồng, gắt gao nhìn chầm chầm vào Giang Trần họ chân kia, bổn đế không thể không hoài nghi, người rốt cuộc có lai lịch gì. Giang Trần sao không nhìn ra ý của Tu La Đại Đế, đây rõ ràng là muốn rội trậu nước bẩn lên đầu hắn đây mà. Nhưng mà chuyện cho tới nước này, mỗi người đều bị cảnh tượng chân long hiển thánh làm cho rung động. Lúc này Tu La Đại Đế rội trậu nước bẩn vào đầu mình, quả thực là mơ mộng hão huyền. Dù là hiện tại Giang Trần hắn thừa nhận không phải người bản thổ lưu ly vương thành, đoán chừng mọi người cũng không thèm quan tâm. Ai sẽ để hắn có lai lịch gì cơ chứ? Chỉ cần không phải là ma tộc, chỉ cần hắn không phải bội lưu ly vương thành, hiện tại cho dù hắn từ vị diện khác tới, chỉ sợ rất nhiều người trong lưu ly vương thành cũng sẽ không phản đối hắn. chương 2041, Sĩ Khí Tăng Lên 2 Khí Tăng Lên 2, bởi vì một màn chân long hiển thánh vừa rồi đối với mọi người đã tạo thành trùng kích tâm lý quá lớn. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó tẩy não những người có mặt này, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa tỏng lòng mọi người làm cho giang trần giờ phút này nhận được rất nhiều người ủng hộ đáng tin dưới loại tình huống này cho dù tu la đại đế nói rát cả cổ hỏng sẽ có ai đi để ý tới hắn cơ chứ thú chiến khế ước đấu với nhau cũng không kéo dài quá lâu đầu hắc rực long liêu kia dưới sự giáo huấn của long tiểu huyền không bao lâu đã bị đánh tới mức ngoan ngoãn nằm bẹp trên mặt đất giả chết không thể đứng dậy cũng may long tiểu huyền không có tiếp tục truy kích mà ngẩng đầu lên một cách cao ngạo xoay quanh trong hư không hiển nhiên tiểu tử này làm vậy là phô trương thanh thế cho giang trần long huynh được rồi giang trần vẫy tay với long tiểu huyền trên không trung long tiểu huyền lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về phía giang trần đảo mắt cái đã biến mất tại chỗ không còn tung tích thần thông ẩn giới tàng hình này cũng khiến cho tiếng kinh hô vang vọng không ngừng tại hiện trường giang trần sớm đã nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người ở hiện trường tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn Chân long nhất tộc ở thế giới này cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, cho nên phản ứng của những người này cho dù khoa trương một chút, Giang Trần cũng có thể hiểu được. Vô luận là ai, khi nhận thức của bản thân hoàn toàn bị phá vỡ, đầu óc trung quy khó tránh khỏi trống rỗng trong khoảng thời gian ngắn, cần phải có thời gian để tiêu hóa tất cả chuyện này. Tu La, còn muốn tiếp tục so nữa không? Giang Trần như cười như không nhìn qua Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế trợn mắt há mồm nhìn qua hắc rực long liêu đang nằm trên mặt đất. Hắn cũng nhìn ra được, trên thân thể hắc dược long liêu này cũng không có bị đả kích chí mạng nhìn tư thế này của hắc dược long liêu hiển nhiên bị dọa không nhẹ nói không dễ nghe một chút đó chính là tâm thần bị dọa ý chí chiến đấu cũng không có hắc dược long liêu xưa nay hung hãn vô cùng chuyên hù dọa người khác hôm nay bị chân long nhất tộc dọa cho sợ hãi hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất giả chết cũng không dám tiếp tục giao chiến nhìn điệu bộ như vậy ván này hiển nhiên hắn đã thua rồi khuôn mặt tu la đại đế đỏ bừng Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Giang Trần nói: "Họ chân kia, hiện tại mọi người đều bị ngươi tẩy não rồi. Nhưng mà bổn đế vẫn chỉ nói câu kia, lai lịch của ngươi không minh bạch, ai biết ngươi tới Lưu Ly Vương thành ta có phải có dụng tâm kín đáo hay không?" Giang Trần cười ha hả: "Tu La, đây là khí độ của ngươi sao? Khó trách không thước đại đế bệ hạ nói khí độ của ngươi nhỏ, tầm mắt quá ngắn. Lúc này mới ván thứ tư, ngươi đã thua không nổi rồi sao?" ta thấy thi đấu lần này ngươi cũng không cần phải tiếp tục nữa đâu. Tu la đại đế hử lạnh, bàng môn tà đạo, cho ngươi may mắn thắng một ván ngươi đắc ý cái gì. Thi đấu 13 ván, hiện tại mới là hai thắng 2 thua một hòa, bất phân thắng bại, khổng tước thánh sơn các ngươi cũng không có chiếm được ưu thế gì. Chật chật, nghe khẩu khí của ngươi dường như tu la đạo tràng của ngươi chiếm được ưu thế sao. Giang Trần trả lời lại một cái mỉa mai, song phương đã thi đấu 5 ván, hai hòa hai thua một hòa ai cũng không chiếm được thượng phong. Lúc này niêm hoa đại đế cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng bắt đầu trở nên ý vị thâm trường. Ván thứ năm, chân thiếu chủ của khổng tước Thánh Sơn thắng. Niêm hoa đại đế tuyên bố kết quả, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giờ phút này người vỗ tay không đơn thuần là người ủng hộ chân thiếu chủ, ủng hộ khổng tước Thánh Sơn trước đó. Cho dù là người trung lập, thậm chí vốn là người trước đó ủng hộ tu la đại đế, Giờ phút này cũng không nhịn được mà vỗ tay, bọn họ hiển nhiên cũng bị thủ đoạn cường đại của Giang Trần khuất phục. Một thiên tài trẻ tuổi của Khổng Tước Thánh Sơn, liên tục ở lĩnh vực đan đạo và ngự thú nhất đạo khuất nhục tu La Đại Đế, thủ đoạn như vậy đã đủ để khiến cho hắn Dương Danh đã được tất cả mọi người tôn trọng. Đã đấu tới nước này, cho dù cuối cùng Tu La Đại Đế thắng thì thế nào, Tu La Đại Đế cũng có phần thắng trên phương diện võ đạo, phương diện khác, tất cả mọi người vô cùng hoài nghi phương diện khác, liệu tu la đại đế này có phải là đối thủ của chân thiếu chủ hay không? Nếu như nói đàn đạo là lĩnh vực sở trường nhất của chân thiếu chủ, cũng là lĩnh vực mà chân thiếu chủ dựa vào nó để thành danh. Vậy hiện tại ở ngự thú nhất đạo, chân thiếu chủ cũng khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thu phục được chân long nhất tộc, đây không chỉ đơn thuần là dùng hai chữ số mệnh có thể giải thích được. Nhìn xem lực điều khiển của chân thiếu chủ với chân long kia tuyệt đối là vô cùng thuần tục. Triệu hồi là xuất hiện, thắng bảo đi là đi. Loại độ phù hợp, nhẹ nhàng như vậy mới chính thức là thú chiến khí ước. Nhìn hắc rực long liêu của tu la đại đế mà xem, lúc này vẫn còn đang nằm gục ở mặt đất ra vẻ đáng thương. So giữa hai người với nhau, cao thấp lập tức được phân. Ngự thú nhất đạo, song phương một thắng một thua. Như vậy, sau khi chấm dứt năm ván, song phương vẫn bất phân thắng bại, không có phân ra được thắng bại. Nhưng mà bầu không khí ở hiện trường lúc này vẫn đắm chìm trong màn chân long hiển thánh kia, thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần lại được hiển nhiên cảnh này đã khiến cho tất cả mọi người rung động quá sâu tất cả mọi người khi nhìn về phía giang trần ánh mắt hoàn toàn trở nên bất đồng cho dù là người của khổng tước thánh sơn ánh mắt nhìn qua hắn cũng tràn ngập kính nể kính ngưỡng thậm chí là bị khuyên đảo kể cả là tứ đại hoàng giả kia giờ phút này ánh mắt bọn họ nhìn giang trần giống như ánh mắt như nhìn thần nhân khi bọn họ nhìn khổng tước đại đế bệ hạ năm đó trong mắt rõ ràng tràn ngập sùng bái có thể nói rung động hiện tại Giang Trần mang tới cho mọi người viễn siêu rung động mà năm đó Khổng Tước Đại Đế mang tới cho bọn họ. Thủ đoạn Khổng Tước Đại Đế siêu quần, đây là điều bọn họ đã sớm biết rõ. Thế nhưng mà dù vậy Khổng Tước Đại Đế cũng chưa bao giờ cho mọi người nhiều kinh hỉ như vậy, nhiều rung động như vậy a. À. Chân thiếu chủ này còn trẻ tuổi như vậy đã khiến cho Lưu Ly Vương Thành không ngừng rung động, từng lần, từng lần, loại rung động này càng thêm kích động nhân tâm, càng khiến cho không ai có thể quên được. Bên Tu La đại đế thì sĩ khí giảm đi nhiều, ngay cả Thương Hải đại đế lạc quan nhất dường như thoáng cái cũng giảm đi tự tin, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Nhưng mà thi đấu vẫn nên tiếp tục, Tu La đại đế bây giờ đâm lao phải theo lao, mặc kệ thế nào, thi đấu vẫn phải tiếp tục. Đan đạo và Ngự thú nhất đạo chấm dứt, lĩnh vực tiếp theo chính là thi đấu trận pháp nhất đạo. Chương 2042, chân Thiếu chủ 3 chiến 3 thắng 1, U chủ 3 chiến 3 thắng một trận pháp nhất đạo không thể nghi ngờ chính là lĩnh vực Giang Trần cường thế nhất. Trận pháp nhất đạo này cũng có hai ván, trừ Giang Trần phải xuất chiến ra còn có một người khác xuất chiến nữa, lần này không ngờ Vô Song đại đế lại chủ động ra trận. Vô Song đại đế ở phương diện trận pháp nhất đạo tuy rằng chưa nối tới có nghiên cứu đặc biệt, nhưng mà tu vi hắn mạnh nhất, kinh nghiệm võ đạo phong phú. Trận pháp nhất đạo hắn xuất chiến, tuy rằng không nói tất thắng, nhưng ít ra phần thắng cũng lớn hơn một chút. Bên Tu La Đại Đế thì Tu La Đại Đế mang theo sách đan vương kia xuất chiến. Sau so đấu trận pháp nhất đạo, Giang Trần cũng không sợ Tu La Đại Đế. Không nói tới cái khác, chỉ đơn thuần là trận pháp mà nói, chỉ riêng số lượng trận pháp Giang Trần nắm trong tay nhiều vô số kể, lý giải và lĩnh ngộ của hắn đối với trận pháp tuyệt đối cao hơn Tu La Đại Đế rất nhiều. Dù sao, không nói trước đó Giang Trần kế thừa truyền thừa trận pháp của đan tiêu cổ phái, cho dù không có truyền thừa của đan tiêu cổ phái, những thứ mà Giang Trần học kiếp trước, cũng vô cùng kinh người. Tuy rằng kiếp trước hắn không nghiêm túc nghiên cứu trận pháp nhất đạo, nhưng mà độ cao kiếp trước vẫn còn đó. Mà kiếp này, hắn dung hợp với truyền thừa của đan tiêu cổ phái, lại nhận được địa tàng nguyên châu, bảo vật trấn tông của địa tàng môn thượng cổ. Như vậy hắn ở trên phương diện truyền thừa trận pháp tự nhiên có tạo nghệ kinh người. Giang Trần cũng không có ý định giúp Vô Song đại đế ăn gian. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép, trận pháp nhất đạo này cũng không phải một sớm một chiều có thể học thành. Hiện tại cho dù tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mạch lão ca, cứ dùng hết toàn lực, chỉ cần ván võ đạo kế tiếp lão ca thắng, thì lần này chúng ta có cơ hội thắng rất cao. Giang Trần cũng cố gắng giảm bớt áp lực tâm lý của vô song đại đế. Vô song đại đế cười ha hả nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng hết toàn lực. Giang Trần cũng không nghi ngờ vô song đại đế có thể dùng hết toàn lực hay không, hắn chỉ muốn an ủi vô song đại đế một chút, tránh cho hắn tới lúc đó hắn thua trận gây khó dễ trên phương diện mặt mũi. Cũng không phải Giang Trần xem thường tạo nghệ trận pháp của vô song đại đế, hắn cảm giác, cảm thấy hai người của đối phương không rõ lai lịch, tạo nghệ các phương diện lại cao tới mức thần kỳ. Vô song đại đế cuối cùng cũng chỉ là đại đế tán tu, trừ phương diện võ đạo có thiên phú kinh người ra, phương diện này quả thực cũng không có điều kiện tinh thông mọi thứ. Điểm này cũng là nhược điểm lớn nhất của đại đế tán tu. Bọn họ không có nội tình tông môn ủng hộ, cũng không đủ tài nguyên. Chuyện này làm cho bọn họ mặc dù tinh thông mọi thứ cũng không có trụ cột như vậy. Ván thứ sáu, vô song đại đế của khổng tước Thánh Sơn đấu với sách đan vương của Tu La Đạo Tràng. Trận pháp nhất đạo, phương thức thi đấu cũng có rất nhiều. Mà phương thức thi đấu mà vô song đại đế rút thăm chúng lại vô cùng biến thái. Song phương không ngừng bố trí thi đấu trận pháp, người bố trí một, ta bố trí một. Nếu như song phương đều có thể nhận ra trận pháp của đối phương. Cứ như vậy tiếp tục bố trí trận pháp, mãi đến khi có một bên không nhận ra được thì mới thôi. Đương nhiên, nếu như trong vòng hai thời thần song phương không phân ra thắng bại mà nói, vậy thì ván này chỉ có thể coi như hòa, bất phân thắng bại. Loại phương thức thi đấu này không thể không nói là vô cùng hà khắc. Yêu cầu đối với việc rèn luyện trận pháp thường này của song phương cực cao. Nếu như nội tình không đủ, ở phương diện thi đấu như vậy nhiều khả năng sẽ thất bại. Vô song đại đế tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại rút thăm ra phương thức thi đấu mà hắn không nguyện ý thi đấu nhất bởi vì loại phương thức thi đấu này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn bản thân vô song đại đế cũng không có học tập trận pháp một cách nghiêm túc có hệ thống mặc dù có học lướt qua trận pháp thế nhưng mà tuyệt đối không có nội tình sâu vốn hắn định dựa vào vũ lực cường đại của mình tới phá trận thế nhưng lại không ngờ rằng mình lại rút được loại phương thức thi đấu như vậy nhưng mà hiện tại đã đâm lao phải theo lao hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi giang trần nhìn thấy vô song đại đế rút chúng loại phương thức thi đấu này hắn đã biết rõ vô song đại đế có thể gặp phải phiền toái, quả nhiên không ngoài dự liệu. Sách đan vương kia trên phương diện trận pháp nhất đạo cũng có tạo hóa. Nội tình vô cùng thâm hậu, vô song đại đế tuy rằng toàn lực trèo chống, cuối cùng vẫn bại trận. Ai, chân thiếu chủ, mạch mỗ đã làm cho khổng tước thánh sơn mất mặt rồi. Vô song đại đế thẹn thùng nói, dù sao ván này là hắn chủ động xin xuất trận. Giang Trần cười nói, mạch lão ca, nhược trí làm gì, trận pháp nhất đạo cũng không phải là thứ mà bản thân lão ca am hiểu nhất. nghe thấy giang trần an ủi hắn như vậy, vô song đại đế than nhẹ một tiếng, lại dặn dò: chân thiếu chủ, người phải cẩn thận đối phó. ai, không thể tưởng tượng được mấy người chúng ta ra trận liên tục thua, đều phải dựa vào ngươi trèo chống. mãi cho tới bây giờ phương diện đan đạo cũng là giang trần thắng, nửa thú nhất đạo cũng là giang trần tiếp tục thu lấy thắng lợi. hiện tại trận pháp nhất đạo này cũng cần giang trần tranh thủ một ván thắng ngẫm lại cảm thấy có chút xấu hổ. Vô song đại đế và vân trung minh hoàng đều cảm thấy thẹn đỏ cả mặt. Giang Trần cười nói, không nên tự trách mình, tu la đạo chẳng có chuẩn bị mà tới. Những ván thi đấu này chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm định ra từ trước. Chúng ta bị động nghênh chiến, tự nhiên phải chịu thiệt một chút. Hiện tại thi đấu 6 ván, bên khổng tước Thánh Sơn thắng 2 ván. Hòa một ván, thua 3 ván. Cục diện đối với khổng tước Thánh Sơn mà nói, quả thực có chút vi diệu yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ thắng. Giang Trần nở nụ cười tự tin, nhẹ nhàng xuất trận. Tu La Đại Đế liên tục ăn thiệt thòi trong tay Giang Trần, hiện tại cũng học khôn không có mở miệng châm chọc. Bởi vì hắn nghe nói chân thiếu chủ của khổng tước Thánh Sơn này ở phương diện trận Pháp nhất đạo cũng có tạo nghệ kinh người. Cho nên ván này Tu La Đại Đế cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tu La Đại Đế ở phương diện trận Pháp nhất đạo, tuy rằng cũng có chút tạo nghệ, nhưng mà hắn cũng biết, nếu như chân thiếu chủ thực sự am hiểu trận pháp nhất đạo mà nói ván này hắn cũng không có phần thắng nào cơ hồ tất cả hy vọng của tu la đại đế đều đặt ở phù lật nhất đạo và võ đạo ván này hắn chỉ cần bảo vệ kết quả thắng cho dù là hòa bất phân thắng bại hắn cũng cảm thấy mỹ mãn nếu như có thể thắng vậy đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi đương nhiên trong đầu tu la đại đế cũng biết muốn thắng trên phương diện trận pháp này độ khó thật sự rất lớn chương 2043, chân thiếu chủ 3 chiến 3 thắng 2. U chủ 3 chiến 3 thắng 2, nhưng mà ngẫn lại hắn cảm thấy rất nghẹn khuất, đan đạo, ngựa thú nhất đạo hắn đã liên tục bại trong tay chân thiếu chủ hai lần. Trận pháp nhất đạo nếu như lại thua, mặt mũi tu la đại đế hắn cũng không biết đặt ở đâu. Muốn làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, trong lòng tu la đại đế không ngừng tự nhủ với mình. Chỉ cần ta là người thắng cuối cùng, thua mấy lĩnh vực kia thì tính làm sao thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo xương vương, Tu La Đại Đế tự an ủi mình. Ván thứ bảy, chân thiếu chủ của khổng tước Thánh Sơn đấu với Tu La Đại Đế của Tu La Đạo Tràng. Niêm hoa Đại Đế tuyên bố một tiếng, ván thứ bảy rốt cuộc cũng mở màn. Nội dung thi đấu ván thứ bảy này vô cùng kỳ lạ. Là so thủ đoạn bày trận, mỗi người đều có trận đồ, cung cấp đầy đủ tài nguyên. Yêu cầu hai người đồng thời bày trận, ai hoàn thành trước bố trí 3 trận pháp thì sẽ được coi như là người thắng trong ván này ba trận pháp này cấp bậc không tính quá đặc biệt cao nhưng mà muốn trong thời gian ngắn bố trí thành công không thể không nói khảo nghiệm vẫn rất lớn đối với người bày trận mà nói không thể nghi ngờ là khảo nghiệm rất lớn tu la đại đế đối với phương thức thi đấu này vẫn không hài lòng cho lắm ý nghĩ của hắn kỳ thực giống như vô song đại đế vậy hắn cũng hy vọng rút thăm được phương thức phá trận mà không phải là bày trận hắn cũng muốn bằng vào vũ lực cường đại đầu cơ trục lợi một chút chỉ tiếc phương thức thi đấu này cũng không có thỏa tâm nguyện của hắn đương nhiên đối với giang trần mà nói loại phương thức thi đấu này lại không tính là không xong những năm này hắn ở phương diện trận pháp nhất đạo cũng tốn rất nhiều thời gian đối với việc bày trận cũng có rất nhiều tâm đắc ngay cả trận pháp cỡ lớn cũng không biết giang trần đã bố trí qua bao nhiêu lần loại trận pháp cấp bậc không cao này đối với giang trần mà nói không tồn tại bất kỳ độ khó nào sau khi hắn quan sát trận đồ đã nhìn ra chỗ huyền ảo của ba trận pháp này Xem, hiểu trận đồ, kế tiếp chính là so thủ đoạn khác trận pháp, thủ đoạn bài trận, đủ loại thủ đoạn khác nhau, đây đều là thứ mà Giang Trần cực kỳ am hiểu. Mà Tu La Đại Đế chuyên tu võ đạo, trên phương diện trận pháp nhất đạo tuy rằng cũng không tính tốn quá nhiều tâm tư. Thế nhưng cũng không có nội tình trận pháp như Giang Trần. Như vậy ván thi đấu này đã sớm không cần phải lo lắng cái gì nữa. Khi thời gian quy định mới trôi qua được 2 phần 3, Giang Trần đã hoàn thành bố trí 3 trận pháp mà tu la đại đế khi đó mới hoàn thành được một nửa trận pháp hay còn chưa có hoàn thành kể từ đó kết quả đã rõ ràng như ban ngày ván thứ bảy chân thiếu chủ của khổng tước thánh sơn thắng niêm hoa đại đế nhìn qua trận pháp giang trần bố trí trong đầu tấm tắc kêu kỳ lạ trong lòng cũng âm thầm cảm thán chân thiếu chủ này quả thực là yêu nghiệt nghịch thiên tài hoa siêu tuyệt trên phương diện đan đạo cũng không tính ngược thú nhất đạo chứng minh số mệnh kinh người hiện tại trận pháp nhất đạo này dường như cũng rất có phong cách Tuy rằng ba trận pháp này không nhìn ra được bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì cao, thế nhưng mà có thể trong thời gian ngắn bố trí thành công như vậy, đây tuyệt đối là người có nội tình trận pháp. Không thấy tu la đại đế mới chỉ hoàn thành có một nửa thôi sao? Trẻ ông lúc nhất thời niêm hoa đại đế cũng không nhịn được mà nhìn Giang Trần vài lần. Mà chư hầu phía dưới lại hoan hô không ngừng, thanh âm giống như tiếng sấm vô cùng vang dội. Chư hầu khắp nơi lại một lần nữa bị biểu hiện yêu nghiệt của Giang Trần chinh phục. Thi đấu phát triển tới một bước này, tất cả mọi người dường như đều đang nhìn biểu hiện độc nhất vô nhị của Giang Trần. Về phần bên Tu La Đại Đế, đại đa số người dường như không quá quan tâm. Dù sao chống lại chân thiếu chủ, Tu La Đại Đế này vẫn luôn thua, thua, thua triệt để. Nghe thấy tiếng hoan hô như sấm vọng, da mặt Tu La Đại Đế cũng biến thành màu tím, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa giận vừa hận giống như độc xà bò qua bò lại trong đầu hắn. Chân thiếu chủ uy vũ, chân thiếu chủ bách chiến bách thắng, không biết từ lúc nào, phía dưới bỗng nhiên vang vọng khẩu hiệu giống như sấm dậy như vậy. Ngay từ đầu chỉ có giải rác vài tiếng, sau đó lại hội tụ thành xu thế giống như biển lớn. Vài trăm người, mấy ngàn người điên cuồng giống to, thanh âm này lan truyền đi, sau đó cả lưu ly vương thành giống như đều sôi trào lên, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều vang vọng khẩu hiệu bực này. Cả lưu ly vương thành giống như thùng thuốc súng, thoáng cái bị đốt, thoáng cái đã sôi trào. Người ủng hộ chân thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành vốn đã rất nhiều. Tin tức thi đấu không ngừng truyền đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ không ngừng truyền ra chiến tích cường thế của Chân Thiếu chủ. Như vậy cả Lưu Ly Vương Thành làm sao không thể điên cuồng như vậy? Vốn mọi người đã vô cùng sùng bái Chân Thiếu chủ, hiện tại nghe thấy Chân Thiếu chủ ba chiến ba thắng, chiến thắng Tu La Đại Đế liên tục 3 trận, khiến cho Tu La Đại Đế mất mặt. Nghe thấy tiếng hoan hô vang vọng Lưu Ly Vương Thành, từng đạo thanh âm không ngừng giống như cơn sóng truyền tới, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế và chấn Nhạc Đại Đế kia cũng phải nhìn nhau trong mắt như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên bọn họ cũng bị nhân khí của chân thiếu chủ làm cho kinh sợ. Chân thiếu chủ như vậy thực sự là người tu la đại đế có thể tùy tiện ức hiếp hay sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía tu la đại đế đã có chút khó coi. Thương hải đại đế và chảm không đại đế luôn phụ thuộc tu la đại đế lúc này biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Nhất là thương hải đại đế, hắn vẫn là bằng hữu của tu la đại đế, vì tu la đại đế đoạt quyền mà làm ra rất nhiều chuyện, nhảy lên nhảy xuống, có thể nói là tận tâm tận lực. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chấp nhận nổi việc Tu La Đại Đế bị thua. Vô luận thế nào hắn đều phải chống đỡ, hắn và Tu La Đại Đế cùng vinh cùng nhục, có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Một khi khổng tước Thánh Sơn ngồi vững ở vị trí trưởng khống giả của Lưu Ly Vương Thành. Tu La Đại Đế sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Tu La Đại Đế không may, Thương Hải Đại Đế hắn nhất định cũng sẽ không may theo. Chảm không Đại Đế tuy rằng cũng phụ thuộc vào Tu La Đại Đế, thế nhưng mà quan hệ của hắn với Tu La Đại Đế còn chưa mật thiết tới trình độ này. Đạo huynh, những người này đều bị tiểu tử kia mê hoặc, chỉ cần chúng ta cường thế thắng ván này, chuyện lưu ly vương thành còn không phải do chúng ta tính toán hay sao? Thế giới này cuối cùng cường giả vi tôn, chỉ cần ở võ đấu chúng ta thắng bốn trận, cho dù bọn chúng có nhảy nhót thế nào cũng không làm nên được chuyện gì. Hiện tại mới tiến hành ván thứ bảy, ba thắng ba thua, một hòa, có thể nói là đang ngang nhau chương 2044, Lý Kiến Thành Tâm Địa Gian Xảo một. Kiến Thành Tâm Địa Gian Xảo một, Tu La Đại Đế nghe thấy thanh âm giống như biển gầm thế này, nói trong lòng không giận dữ, có suy nghĩ thì đó là giả. Thế nhưng mà nếu như nói những thanh âm này có thể làm dao động sĩ khí của hắn thì cũng là giả. Chiến cuộc phát triển tới bước này, tuy rằng khiến cho Tu La Đại Đế mất mặt. Nhưng mà hắn càng ngày càng cảm thấy, phần thắng lợi của Tu La Đạo Tràng hắn càng lúc càng lớn. Hai ván phù lật, ít nhất bọn hắn có thể thắng được một ván ván kế tiếp cho dù thua cũng không có sao nếu như hòa thì cũng không tệ mấu chốt nhất chính là bốn ván võ đấu tu la đại đế tự tin ván của hắn nhất định có thể chiến thắng hơn nữa ván của lý kiến thành muốn thắng tiểu nha đầu nũng nịu kia hắn tự thấy cũng không có chút độ khó nào còn lại sách đan vương và huy đan vương chống lại vô song đại đế nhất định phải thua một ván như vậy ván kế tiếp đối đầu với vân trung minh hoàng cho dù ngang tay cũng không sao bởi vì bọn họ đã có 6 chiến thắng, chỉ cần Huy Đan Vương và Vân Trung Minh Hoàng kia bất phân thắng bại, bọn họ có 6 thắng, hai hòa, khổng tước Thánh Sơn cho dù có nhảy nhót thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có thắng 5 ván mà thôi. Như vậy 13 ván này, Tu La Đạo chàng hắn nhất định sẽ thắng. Đây là vẫn là kết quả bảo thủ, phù lật nhất đạo này Tu La Đại Đế tự tin có thể nắm chắc toàn bộ. Phù lật nhất đạo, Tu La Đại Đế vô cùng có lòng tin. Bên khổng tước Thánh Sơn, vẫn quyết định do Giang Trần và Hoàng Nhi xuất chiến bởi vì phù lật nhất đạo vô song đại đế cũng không có nắm chắc tuyệt đối giang trần cũng không muốn để cho vô song đại đế lần nữa xuất chiến mạch lão ca nhiệm vụ của huynh chính là trong tranh đấu võ đạo nắm chắc chiến thắng giang trần sợ vô song đại đế nghĩ nhiều cho nên cố ý cường điệu nói vô song đại đế biết rõ giang trần cố ý chiếu cố mặt mũi hắn cho nên gật đầu nói ngươi yên tâm ván võ đạo này nếu như ta không thể chiến thắng ta sẽ lấy đầu tới gặp ngươi trong lòng Vô Song đại đế này sinh ác độc, hắn đại biểu cho Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến, nếu như ngay cả một ván cũng không thắng được, như vậy cũng quá mất mặt. Nhưng mà phương diện võ đạo, cho dù Tu La đại đế chống lại hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Quy tắc đã quyết định là người đứng đầu song phương đấu với nhau. Tu La đại đế phải chống lại chân thiếu chủ, như vậy Mạch Vô Song hắn chống lại Huy Đan Vương hoặc là Sách Đan Vương kia. Nếu không có cách nào thủ thắng, như vậy quá mất mặt. Hoàng Nhi ở phương diện phù lật nhất đạo cũng không có nghiên cứu đặc thù. Mà theo tình báo của Khổng Tước Thánh Sơn, phù lật nhất đạo dường như là lĩnh vực tu la đạo tràng ủng hộ nhất. Cho nên so đấu lĩnh vực phù lật nhất đạo này, Giang Trần cũng không tính được ăn cả ngã về không. Hoàng Nhi, bây giờ chúng ta có 3 thắng 3 thua, một hòa. Phù lật nhất đạo, cho dù thua toàn bộ chúng ta cũng còn có cơ hội. Nếu như một thắng một thua, cục diện đối với chúng ta cũng có lợi. Hoàng Nhi mỉm cười truyền âm nói. Trần ca, muội biết rõ ý định của chàng, mặc kệ thế nào chúng ta toàn lực ứng phó. Nếu như phù lật nhất đạo có thể một thắng một thua, vậy đánh cuộc 13 ván này, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về khổng tước Thánh Sơn. Nếu như một thắng một thua ở lĩnh vực phù lật nhất đạo, chiến cuộc này thoáng cái biến thành 4 thắng 4 thua, một hòa. Như vậy cuối cùng sẽ quyết định thắng bại ở phương diện võ đạo. Phương diện võ đạo, vô song đại đế nhất định có thể nắm chắc một ván. Hoàng Nhi đối với Lý Kiến Thành này, có lẽ bên Tu La Đại Đế nhận định mình sẽ thắng. Nhưng mà ván này chính là át chủ bài của Giang Trần. Ván này Giang Trần sẽ cho bên Tu La Đạo chàng kia kinh nghỉ. Chỉ có Giang Trần biết rõ, tuy rằng Lý Kiến Thành và đệ nhất thiên tài dưới trướng Tu La Đại Đế. Thế nhưng mà so với Hoàng Nhi xuất thân từ vạn Huyên đảo mà nói, nhất là so với Hoàng Nhi sau khi không bị bách thế đồng tâm chú cha tấn, Lý Kiến Thành còn kém một đoạn xa. Phù lật nhất đạo tranh thủ thắng một ván, dù là không thắng nổi cũng tranh thủ một trận hòa nếu như có thể hai trận hòa bất phân thắng bại vậy là tốt nhất trong tính toán của giang trần hắn biết rõ phù lật nhất đạo này cho dù tranh thủ được một trận ngang tay cũng không tính là kết quả tranh lệch nếu như hai ván hòa bất phân thắng bại kết quả như vậy tuyệt đối có lợi với khổng tước thánh sơn phù lật nhất đạo phương thức so đấu cũng rất nhiều phương thức trực tiếp nguyên thủy nhất tự nhiên là so đấu chế tác phù lật tại trận hoặc là đấu điều khiển phù lật phù lật nhất đạo có thể nói là uy hiếp của giang trần giang trần thiếu không phải là tri thức lý luận trên phương diện lý luận phù lật giang trần có trí nhớ kiếp trước tuyệt đối không kém hiện tại hắn chỉ thiếu năng lực thao tác phù lật kiếp trước thứ giang trần cảm thấy hứng thú nhất chính là phương diện đan đạo phù lật nhất đạo này tuy rằng hắn cũng có nghiên cứu nhưng không tốn quá nhiều tâm tư dù sao kiếp trước mặc dù hắn có dương thọ trăm vạn năm nhưng tâm lực cũng không phải vô cùng dùng mãi không hết có thể lấy được thành tựu như vậy ở phương diện đan đạo đã rất không tồi rồi Phương diện phù lật cho dù có tâm tư, cũng không có khả năng nổi tiếng chư thiên như đan đạo. Ở kiếp này, tuy rằng hắn cũng dùng rất nhiều phù lật, nhưng mà trên phương diện chế tác phù lật, hắn cơ hồ không có dùng qua. Đương nhiên chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có trụ cột phù lật. Trên thực tế, kiến thức lĩnh vực phù lật cơ bản vẫn rất vững chắc. Chỉ là dựa vào những kiến thức cơ bản này có thể ứng phó được không, hắn cũng không nói được. Bên tu là đại đế, lần này không ngờ lại không mang huy đan vương và sách đan vương ra trận lại là tu la đại đế và đệ tử thân truyền lý kiến thành của hắn xuất chiến đội hình xuất chiến như vậy quả thực khiến cho giang trần có chút ngoài ý muốn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía lý kiến thành đây là thiên tài xếp hạng đầu trên thiếu chủ bảng của thịnh hội lưu ly vương tháp ánh mắt lý kiến thành va chạm với giang trần trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc trong thịnh hội lưu ly vương thành chân thiếu chủ này còn không bằng lý kiến thành hắn bài danh còn xa mới đuổi kịp hắn hiện tại mới mấy năm qua đi tiểu tử này đã nhảy cao như vậy không ngờ trong lúc vô hình lại có thể ngồi ngang hàng với sư tôn nhà mình mà ánh mắt khi nhìn mình của tiểu tử này bộ dáng giống như trưởng bối vậy khiến cho trong lòng lý kiến thành vô cùng khó chịu giống như con ruồi vo ve quanh tai nghẹn khuất vô cùng tu la đại đế đã lĩnh giáo qua năng lực công tâm của giang trần cho nên mới truyền âm cho lý kiến thành kiến thành mặc kệ tiểu tử này khiêu khích con thế nào con không cần phải chú ý tới hắn đạo tâm không được dao động, trong lòng Lý Kiến Thành dùng mình, khẽ gật đầu. Chương 2045, Lý Kiến Thành tâm địa gian xảo 2. Kiến Thành tâm địa gian xảo 2, nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Nhi, cũng bị khí chất kinh người của Giang Trần trấn nhiếp, trong lúc nhất thời cực kỳ ghen ghét Giang Trần. Tiểu tử này rốt cuộc có chỗ tốt gì, giai nhân như vậy mà cũng can tâm tình nguyện làm bạn với hắn. Lý Kiến Thành cũng không phải chưa từng nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc, Thế giới võ đạo này có vô số nữ nhân tuyệt sắc, thế nhưng mà khí chất như Hoàng Nhi, thực sự hắn chưa từng thấy qua. Không thể không nói, Lý Kiến Thành ghen ghét vô cùng, hắn cảm thấy chân thiếu chủ này thực sự chiếm hết chỗ tốt. Tuổi còn trẻ đã được lập làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn không nói tới, còn trở thành đệ nhất thần tượng trong Lưu Ly Vương Thành. Điều này cũng bỏ đi, thế nhưng lại có nữ nhân tuyệt sắc giống như nữ thần làm đạo lữ hắn. Trong lúc nhất thời Lý Kiến Thành hận không thể giết chết Giang Trần, đoạt đạo lữ của hắn họ chân này quả nhiên là may mắn, đợi lát nữa hắn quyết đấu với sư tôn, hoàng nhi tiểu tỷ này quyết đấu với ta. Ta nhất định phải biểu hiện thật tốt một phen, dùng thực lực và tâm ý triệt để chinh phục nữ nhân này. Lý Kiến Thành nhìn qua thân thể uyển chuyển mềm mại của Hoàng Nhi, thân thể giống như tiên nữ khiến cho trong mắt hắn tràn ngập lửa nóng. Trong đầu tràn ngập tham niệm chiếm đoạt, ván thứ 8, Hoàng Nhi tiểu tỷ của khổng tước Thánh Sơn đấu với Lý Kiến Thành của Tu La Đạo Tràng. Lý Kiến Thành cố gắng ổn định tâm tình của mình, dường như muốn điều chỉnh tâm tình của mình tới trạng thái tốt nhất. Hắn đi tới khu thi đấu, Lý Kiến Thành nho nhã lễ độ chắp tay nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi tiểu tỷ ở khổng tước Thánh Sơn sao lại ít xuất hiện như vậy? Bổn thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành những năm qua cũng không biết trong Lưu Ly Vương Thành ta có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Chẳng lẽ là tiên tử thượng giới hạ phàm, lời này không tính là ngả ngớn, nhưng lại hung hăng vuốt mông ngựa. Hắn cảm thấy nữ tử trên thế gian này cho dù xuất chúng tới đâu cũng luôn thích được khen ngợi chỉ là những lời này hiển nhiên không có một chú tác dụng nào ánh mắt hoàng nhi lạnh nhạt nhìn lý kiến thành xin thỉnh giáo hoàng nhi căn bản không thèm để ý tới những lời này của lý kiến thành lý kiến thành như dẫm phải đinh thế nhưng hắn cũng không vì thế mà nản chí hắn cười ha hà nói hoàng nhi tiểu tỷ thế cục lưu ly vương thành này rắc rối phức tạp tu la đạo tràng ta thay thế khổng tước thánh sơn chỉ là chuyện trước mắt bổn thiếu chủ thực sự cảm thấy tiếc hận thay cho hoàng nhi tiểu tỷ nàng ha tiếc hận cái gì? Hoàng Nhi lạnh nhạt hỏi lại. Đối với những lời này của Lý Kiến Thành, nàng vốn không định phản ứng, nhưng mà tiểu tử này cắn mãi không bỏ, cũng làm cho Hoàng Nhi có chút không vui. Hoàng Nhi tiểu tỷ có khí chất như vậy, họ chân kia lại coi nàng như quân cờ sai bảo. Quả nhiên là phá hỏng ý cảnh, không biết thương hoa tiếc ngọc. bổn thiếu chủ thực sự không đành lòng nhìn Hoàng Nhi tiểu tỷ cùng gặp chuyện không may với khổng tước Thánh Sơn. Lý Kiến Thành ra vẻ đại nhân đại lượng, Hoàng Nhi nhíu mày nói, người có lời nào cứ việc nói thẳng ra không cần phải nói tới nói lui loại người âm trầm như lý kiến thành nói chuyện thích vòng vo hoàng nhi coi như đã gặp nhiều ở vạn uyên đảo người trẻ tuổi ưu tú hơn lý kiến thành có rất nhiều nàng cũng không biết đã gặp bao nhiêu vì vậy đối với loại người này hoàng nhi đã sớm có sức miễn dịch lý kiến thành ngược lại có chút kiên nhẫn ung dung cười nói hoàng nhi tiểu tỷ đã nói như vậy ta sẽ nói thắng số mệnh khổng tước thánh sơn đã hết Hoàng Nhi tiểu tỷ ở lại khổng tước Thánh Sơn, thực sự là một lựa chọn không khôn ngoan. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn canh mà đậu. Dùng khí chất của Hoàng Nhi tiểu tỷ, thực sự không đáng đứng cùng với khổng tước Thánh Sơn đang xuống dốc. Nhưng mà xin Hoàng Nhi tiểu tỷ yên tâm, một ngày kia dù khổng tước Thánh Sơn xuống dốc. Chỉ cần bổn thiếu chủ còn ở trong lưu ly vương thành, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Lúc nói lời này Lý Kiến Thành ưỡn lên, vô cùng tự tin không thể không nói lý kiến thành cảm thấy mình rất tốt hắn vẫn là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi của lưu ly vương thành mặc dù là phiền thiếu chủ năm đó trong lòng lý kiến thành mà nói cũng không phải là cao tới mức không thể siêu việt nổi tuy rằng chân thiếu chủ không ngừng khiến cho hắn cảm thấy thất bại nhưng mà trong lòng hắn hắn vẫn cảm thấy không phục dù chân thiếu chủ đan đạo vô song dù chân thiếu chủ tìm hiểu được chín tấm lưu ly bia thế nhưng mà hát teo lý kiến thành thấy trong thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo sưng tôn hắn cảm thấy luận tu vi võ đạo hắn tuyệt đối có thể nghiền nát chân thiếu chủ cho nên trong lòng hắn đối với chân thiếu chủ mà nói vừa có ghen ghét lại có một phần không phục bây giờ nhìn thấy hoàng nhi có khí chất bực này trong lòng hắn tự nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ vùng đao đoạt ái thê trong mắt hắn chân thiếu chủ này cho dù có yêu nghiệt tới đâu ở lưu ly vương thành nhất định sẽ không có tiền đồ cho nên hắn đào góc tường chân thiếu chủ cũng không có áp lực tâm lý gì thậm chí hắn cảm thấy tuyệt sắc nhân gian như vậy nếu như chôn cùng chân thiếu chủ vậy cũng không khỏi quá mức đáng tiếc còn không bằng ném về phía lý kiến thành hắn hoàng nhi tiểu tỷ bổn thiếu chủ tuyệt đối không nói chuyện giật gân lời nói này nếu là người bình thường bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không nói chỉ là hoàng nhi tiểu tỷ là giai nhân vô song như vậy bổn thiếu chủ cũng không đành lòng để nàng nhảy vào trong hố lửa a à. trong lòng hoàng nhi cười khổ nàng biết rõ lý kiến thành có cảm giác hài lòng tự mãn về bản thân mình chỉ là cảm giác này không khỏi quá mức tự kỷ lý kiến thành đúng không hoàng nhi rất có tu dưỡng mặc dù trong đầu không có thoải mái cũng không có biểu hiện quá mức thoải mái ta cũng không biết ngươi cảm thấy mình ưu việt ở điểm nào cũng hoàn toàn không nhìn ra tu la đạo chàng ngươi có khí vận gì ngươi nói những lời này có lẽ trong lòng ngươi cảm thấy mình mạnh hơn chân thiếu chủ rất nhiều đúng không lý kiến thành cười ha hả chân thiếu của ở phương diện đan đạo tài hoa ra sao bổn thiếu chủ vẫn còn có chút bội phục nhưng mà thế giới này là võ đạo vi tôn nói cho cùng Hoàng Nhi lạnh nhạt cười cười, ngươi không cần phải nói nhiều, có mấy lời rất tàn khốc, đau đớn, thế nhưng tới nước này, ta vẫn nên nói một câu. Có lẽ ngươi trong đám người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành, coi như đại nhân vật. Chẳng qua nếu như so với chân thiếu chủ, ta chỉ có bốn chữ tặng cho ngươi. Cái gì, Lý Kiến Thành khẽ giật mình, tự dước lấy nhục, khi Lý Kiến Thành nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm trở nên âm trầm. Hoàng Nhi tiểu tỷ, ta không biết chân thiếu chủ kia rót vào trong hồ lô của ngươi thuốc gì. Nhưng bất quá, sau lần thi đấu này, cơ hồ tất cả thần thoại của hắn đều bị xé rách. chương 2046, không thể lại thua một ván. Lại thua một ván, ngươi nghĩ nhiều rồi, Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng. Được rồi, ta chỉ nói vậy mà thôi. Mặc kệ ngươi có cảm giác về sự ưu việt mạnh tới mức nào, ở trước mặt chàng ngươi cái gì cũng không phải. Cơ hồ tất cả những thứ mà ngươi cảm thấy tự hào, hoàn toàn không cùng một cấp độ với chàng lý kiến thành nghe những lời này gần như muốn nổi giận không có khả năng lý kiến thành hổn hển nói ngươi đã nói vậy vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ ta nhất định sẽ khiến cho hắn giống như chó nhà có tang làm cho người ta biết rốt cuộc ai mới là thiếu chủ ưu tú nhất lưu ly vương thành hoàng nhi cười cười từ chối cho ý kiến tuy rằng nàng không phản bác gì nhưng mà biểu lộ của nàng đã nói rõ tất cả đối với việc lý kiến thành tỏ thái độ hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý lý kiến thành cũng biết hiện tại nói cái gì cũng không được chỉ có ở phù lật nhất đạo trước tiên chinh phục nàng rồi nói sao đúng rồi trước tiên ở phù lật nhất đạo nên dùng ưu thế của mình để chinh phục nàng hiện tại trong lòng lý kiến thành tràn ngập dục vọng chinh phục thi đấu phù lật nhất đạo phương thức thi đấu cũng rất nhiều lý kiến thành và hoàng nhi thi đấu chế tác phù lục đây là phương thức trụ cột nhất của phù lật nhất đạo đây không chỉ là thi đấu khảo nghiệm kiến thức cơ bản bình thường hoàng nhi ở phù lật nhất đạo tuy rằng cũng có tiếp xúc qua Thế nhưng xưa nay không tính là quá chăm chú, mà tu La đạo chẳng ở phương diện phù lật nhất đạo, xem như có ngọn nguồn. Lý Kiến Thành ở phù lật nhất đạo thiên phú thực tế vô cùng cao, cho nên thi đấu giữa hai người bọn họ, Hoàng Nhi ngay từ quả thực đã ở trong hoàn cảnh xấu. Mà biểu hiện của Lý Kiến Thành cơ hồ có thể nói là phát huy vượt xa bình thường. Tuy rằng Hoàng Nhi xuất thân ở Vạn Nguyên Đảo, thế nhưng ở phương diện phù lật nhất đạo, quả thực nàng không tốn quá nhiều tâm tư cuối cùng ván này Lý Kiến Thành dùng ưu thế của mình mà chiến thắng. Trần Ca, Tu La Đạo chàng ở phương diện phù lật có tạo nghệ sâu đậm. Hoàng Nhi đã làm cản trở chàng rồi, Hoàng Nhi có chút huệ hoài. Giang Trần cười nói, phù lật nhất đạo, chúng ta đã nghĩ tới kết quả xấu nhất rồi. Hoàng Nhi khẽ gật đầu, Lý Kiến Thành này cực kỳ vô lễ, muội nhất định phải áp chế hắn, võ đấu một ván, muội nhất định phải áp chế danh tiếng của hắn, làm cho hắn biết trời cao đất rộng ra sao. Người không màng danh lợi như Hoàng Nhi cũng bị chọc giận, điều này cũng gián tiếp chứng minh Lý Kiến Thành kia hỗn đản tới cỡ nào. Ván thứ 9, chân thiếu chủ của khổng tước Thánh Sơn đấu với Tu La Đại Đế của Tu La Đạo Tràng. Thi đấu 13 ván đã tiến hành tới ván thứ 9. Hiện tại mỗi một ván đều vô cùng quan trọng, nhìn thấy Giang Trần xảy bước ra ngoài, tất cả người của khổng tước Thánh Sơn đều có biểu hiện vô cùng ngưng trọng. Nhất là tứ đại hoàng giả, giờ phút này vô cùng xoắn suýt, hiện tại đã qua 8 ván bên khổng tước Thánh Sơn thua 4 ván, thắng 3 ván, hòa 1 ván. Cục diện đối với khổng tước Thánh Sơn mà nói, vô cùng bất lợi, cơ hồ có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Nếu như kế tiếp ván thứ 9 này còn thua, bên khổng tước Thánh Sơn sẽ thua 5 ván. Như vậy khi bốn ván võ đấu kia, tình huống sẽ vô cùng không ổn. Mặc dù mọi người đều rất tin tưởng chân thiếu chủ, thế nhưng tứ đại hoàng giả cũng không cho rằng chân thiếu chủ trên võ đấu có thể thắng được tu la đại đế đã thành danh 3.000 năm ván này trong mắt bọn họ mà nói, cũng phải thua. Bởi như vậy, không xia biệt lắm đã thắng 6 trận. Hơn nữa thêm Hoàng Nhi tiểu tỷ, tứ đại hoàng giả không biết nông sâu của nàng, đến lúc đó nàng đấu với Lý Kiến Thành một ván, cơ hồ không thể nói tới phần thắng gì. Tính toán như vậy, thế cục quả thực đối với khổng tước Thánh Sơn mà nói, vô cùng bất lợi. Hiện tại bên bọn họ, ván của vô song đại đế cơ hồ không có chút lo lắng nào chiến thắng. Ba ván võ đấu còn lại, kể cả vân trung minh hoàng cũng tuyệt đối không nắm chắc bên vân trung minh hoàng có lẽ còn có thể cố gắng giành thắng lợi một chút mặc dù không thể thắng được thì cũng hòa bất phân thắng bại là được rồi thế nhưng mà một trận hòa không phân thắng bại hiển nhiên không có cách nào cải biến thế cục cho nên tính đi tính lại bên khổng tước thánh sơn vẫn ở vào trong thế yếu ván này ngàn vạn lần không thể thua bên khổng tước thánh sơn rất nhiều người đều cầu nguyện trong lòng thế nhưng mà ở phù lật nhất đạo Trần thiếu chủ có thể qua được tu la đại đế có sở trường phù lật nhất đạo hay sao trong lòng tất cả mọi người không dám khẳng định nếu như nói tới đan đạo trận pháp nhất đạo mọi người vẫn tương đối có lòng tin với chân thiếu chủ nhưng nói tới phù lật nhất đạo bọn họ thực sự không có mấy tin tưởng giang trần không chút đổi sắc ván này mục tiêu của hắn rất rõ ràng đó là toàn lực bảo vệ hòa cho dù không bảo vệ được mục tiêu là hòa thì cũng không phải đã là tận thế lần này tu la đại đế đã tính trước phù lật nhất đạo Tu La Đại Đế vô cùng nắm chắc. Chân thiếu chủ, người có nghĩ tới hay không? Ván này nếu như người thua, 13 ván này khổng tước Thánh Sơn nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ. Lời nói này của Tu La Đại Đế vẫn có đạo lý của nó. Nếu như Giang Trần lại thua ván này, kết quả của khổng tước Thánh Sơn biến thành năm thua, 3 tháng, một hòa. Bốn ván võ đấu cuối cùng, áp lực sẽ vô cùng lớn. Đương nhiên Giang Trần là loại người áp lực càng lớn, phát huy càng kinh người. Đối mặt với lời lẽ công tâm của Tu La Đại Đế, Giang Trần mặt không đổi sắc đáp lại: "Đợi ngươi thắng ván này rồi nói sau, ngươi ngoại trừ mỗi một lần đều bốc phét ra, thì có thể làm gì được không? Nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, ngươi không coi trọng ta, tới hiện tại một ván ngươi cũng chưa thắng được ta a." À. Giang Trần cũng diễu cợt, không thèm che giấu. Sắc mặt Tu La Đại Đế lạnh lẽo, quả thực, ba lĩnh vực Đan đạo, Ngự thú và trận pháp, một trận hắn cũng không thắng được. Vốn ngự thú nhất đạo là lĩnh vực hắn cảm thấy mình thắng chắc, thế nhưng kết quả lại gặp phải đả kích ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại hắn cũng không dám nói quá lời. Nội dung thi đấu cũng lập tức được rút ra. Nội dung lần thi đấu này là phương diện khắc hoa văn phù lật. Trong thời gian quy định, phải hoàn thành khắc xong 10 đạo hoa văn phù lật. Nội dung thi đấu lại làm cho tinh thần Giang Trần chấn động. Nhị vị, xin nhớ kỹ, trong thời gian quy định phải hoàn thành. Thì mới là người chiến thắng. Nếu như hai bên đều hoàn thành, thì phải xem ai hoàn thành trước. Nếu như thời gian cũng giống nhau, thì coi như là hòa, bất phân thắng bại. Niêm hoa đại đế tuyên bố quy tắc, khắc hoa văn phù lật, làm cho tin tưởng của Giang Trần tăng lên nhiều. Chế tác phù lật, kỳ thực vấn đề hạch tâm vẫn là ở chỗ khắc hoa văn. Hoa văn của phù lật kỳ thực cũng là một loại hoa văn trận pháp. chương 2047, võ đấu bắt đầu một Đấu bắt đầu một thông qua khắc hoa văn, tạo thành lực lượng phù văn, sinh ra năng lượng cường đại đương nhiên hoa văn phù lật và khắc trận pháp vẫn có chút khác nhau nhưng mà hai thứ này cũng có chỗ giống nhau bố trí trận pháp khắc hoa văn trận pháp chỉ là một bộ phận trong đó chỉ là một khâu trong đó mà khắc hoa văn trận pháp là hạch tâm chế tạo phù lật bất luận phù lật nào đầu tiên phải khắc hoa văn thành công mới có thể nhập năng lực cường đại mới có thể chế tạo ra một tấm phù lật cường đại nếu như hoa văn phù lật cũng không khắc được vậy thì tấm phù lật này chính là một tấm phế phù không có bất kỳ tác dụng nào kiếp trước dù sao giang trần cũng có nghiên cứu qua phù lật hơn nữa hắn ở phương diện khắc trận pháp vẫn là đại hành gia bởi vậy giúp thăm được khắc hoa văn trận pháp tuyệt đối là phương thức thi đấu có lợi nhất đối với hắn thời gian thi đấu bắt đầu giang trần hết sức chăm chú ba đầu thi triển bản lĩnh của mình ngay từ đầu hắn còn có chút không lưu loát sau một tấm giang trần đã bắt đầu quen thuộc thành thục sau ba tấm giang trần như tìm được linh cảm lập tức tiến vào trạng thái vong ngã tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng thành thạo lúc này tri thức kiếp trước của hắn lập tức phát huy tác dụng các loại linh cảm ùn ùn kéo tới trong đầu hắn liên tục không ngừng tất cả người của khổng tước thánh sơn giờ phút này đều chăm chú nhìn vào lôi đài đang thi đấu trong lòng bọn họ hiện tại vô cùng ngưng trọng ván này quả thực không thể nào bị vọt khỏi tay được thời gian trôi qua từng phút từng giây khối đá đặt trên lồng ngực của người khổng tước thánh sơn không ngừng nặng nề khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng áp lực chỉ có Giang Trần, sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, dường như đã quên hắn đang tiến hành thi đấu, thi đấu có liên quan tới vận mệnh Lưu Ly Vương Thành. Tu La Đại Đế ở phương diện phù Lật Nhất Đạo chìm đắm vô số năm, việc khắc Hoa Văn phù Lật đối với hắn mà nói chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Trước đó liên tục thua 3 trận trong tay Giang Trần, làm cho trong lòng hắn uất ức, cho nên hắn định trong phù Lật Nhất Đạo này lật ngược thế cờ. Tu La Đại Đế mang theo lửa giận báo thù tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cho nên lúc này hắn cũng đầu nhập vào việc khắc hoa văn, định vãn hồi lại những hổ thẹn trong ba ván trước nhờ vào phù lật nhất đạo này. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, Tu La đại đế có lẽ đã có thể nhìn thấy thắng lợi trước mắt hắn sau khi hắn khắc đạo hoa văn phù lật cuối cùng. Tu La đại đế cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này hắn mới thở phào một hơi. Trong lòng càng đắc ý vạn phần, cảm thấy ván này mình thắng đã định rồi. Ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, nhìn về phía Giang Trần. Nhìn qua Tu La Đại Đế thiếu chút nữa giật mình. Khi hắn nhìn qua, lại nhìn thấy chân đan vương này vừa vặn cũng đứng lên. Có ý gì, tiểu tử này cũng hoàn thành sao? Trong đầu Tu La Đại Đế đột nhiên hiện lên ý nghĩ đáng sợ, trong lúc vô thức hai người cơ hồ cùng lên tiếng. Ta hoàn thành, cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời hoàn thành, chuyện này cũng quá mức trùng hợp a. hơn nữa nhìn vào giường như chân thiếu chủ đứng dậy trước, mà song phương đồng thời lên tiếng. Nếu như đều hoàn thành, Thời gian cũng hoàn toàn bằng nhau a. À. Chẳng lẽ trận này hòa, bất phân thắng bại, như vậy cũng có thể hòa, bất phân thắng bại hay sao? Chuyện này khiến cho các lộ chư hầu bên dưới cảm thấy quá mức tưởng tượng. Phải biết rằng loại chương trình phức tạp như vậy, tốc độ khác nhau. Nếu như cũng có thể hòa, bất phân thắng bại mà nói, như vậy quá mức xảo hợp. Tu La đại đế cũng bị tình huống bất ngờ này đã kích làm cho choáng váng, chân thiếu chủ này làm sao có thể hoàn thành? Sẽ không, hắn làm sao có thể hoàn thành được? hắn ở phù lật nhất đạo cũng không nghe nói có thiên phú mạnh mẽ tới đâu. Tiểu tử này nhất định là ăn gian, ván này Tu La Đại Đế mang theo ý nghĩ chiến thắng mà tới. Trong lòng vô cùng căm giận, Tu La Đại Đế nhắc nhở. Niệm hoa đạo huynh, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, cũng đừng để cho có người thật giả lẫn lộn. Tu La Đại Đế hoài nghi, chân thiếu chủ này nhất định là vì truy cầu tố độ mà không có chất lượng. Chỉ tiếc sau khi niêm hoa đại đế cẩn thận kiểm tra, lại cho hắn câu trả lời thuyết phục. Trải qua kiểm tra cẩn thận, song phương khắc hoa văn phù lật hoàn toàn hợp cách, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Cái gì, Tu La Đại Đế giống như bị búa tạ nặng nề đánh vào đầu, sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng hối hận, tràn ngập tự trách. Vì sao, tại sao ta phải kiểm tra lại làm gì? Nếu như bổn đế không kiểm tra lại, vậy thì có thể nhanh hơn một bước. Tu La Đại Đế lúc hoàn thành còn cố ý kiểm tra lại một chút. Tuy rằng thời gian kiểm tra không quá nhiều, thế nhưng cuối cùng cũng tốn chút thời gian ai mà ngờ tới chỉ bằng một chút thời gian trì hoãn này lại khiến cho thắng bại thoáng cái biến đổi thành hòa bất phân thắng bại nếu như không kiểm tra qua vậy thì không phải phần thắng ván này đã tới tay hắn sao tu la đại đế sốt rùa tới mức hối hận nếu như nói trình độ thực sự không được thua thì cũng thua rồi nhiều lắm thì chỉ cảm thấy phiền muộn là tài nghệ không bằng người ta thế nhưng mà rõ ràng có thể thắng kết quả lại bị đối phương mạnh mẽ thủ hòa đây tuyệt đối là cướp đi một ván thắng của hắn giống như con vịt tới miệng bỗng nhiên bay đi vậy. Kết quả đã định, cho dù hắn hối hận thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Không cải biến được sự thật trước mắt, niêm hoa đại đế tuyên bố, ván thứ 9, hoa, bất phân thắng bại. Mấy chữ hòa, bất phân thắng bại này khiến cho Tu La Đại Đế vô cùng đau đớn. Hắn cũng không biết vì sao, khắc phù lật đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, vì sao lại ma xui quỷ khiến đi kiểm tra lại một lần. Sau khi kiểm tra, quả thực cũng không có bất kỳ sơ suất nào có lẽ khi đó không biết vì sao hắn mất tự tin về bản thân mình. Chẳng lẽ là trước đó ba trận đều thua làm cho đạo tâm hắn xuất hiện vết rách. Tuy rằng Tu La Đại Đế rất không muốn thừa nhận điểm này, thế nhưng không thể không thừa nhận điểm này. Sư Tôn, không cần nhụt trí. Chúng ta bốn thắng hai hòa, ba thua, chỉ cần ở võ đạo thắng hai trận, như vậy ván này vẫn như cũ, chúng ta sẽ thủ thắng. Lý Kiến Thành ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn an ủi Tu La Đại Đế. Tu La đại đế cũng biết kết quả lần này vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, chỉ là hắn cảm thấy có chút uất ức a. À. Không công mà vứt bỏ một ván thắng như vậy, cảm giác uất ức của hắn lớn hơn cảm giác mất mát. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, trừ Giang Trần và Hoàng Nhi, hai người xuất chiến này ra, những người khác đều sĩ khí xa sút. Chương 2048, võ đấu bắt đầu hai. Đấu bắt đầu, 2, 3 thắng 2 hòa, 4 thua, chiến tích này đẩy Khổng Tước Thánh Sơn tới biên giới nguy hiểm. Hiện tại 13 ván đánh cuộc chỉ còn lại 4 trận võ đấu, dưới tình huống như vậy, thực sự không nhìn ra được Khổng Tước Thánh Sơn có bao nhiêu phần thắng. Thế cục đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, có thể nói là rất không ổn. Giang Trần và Hoàng Nhi lúc trở lại trận doanh Khổng Tước Thánh Sơn, đều nhìn thấy vẻ mặt của mọi người tràn ngập ngưng trọng. Sao vậy, cả đám đều ủ rũ như vậy làm gì? Giang Trần ngược lại, thanh âm của hắn vô cùng nhẹ nhõm, nhìn thấy sĩ khí của mọi người rất xuống ngàn trượng như vậy, tự nhiên giang trần cũng không hy vọng nhìn thấy một màn như thế thiếu chủ thế cục đối với chúng ta rất bất lợi a à? vân trung minh hoàng là người tham dự cho nên tràn ngập tự trách nói đều do thuộc hạ học nghệ không tinh kéo chân mọi người vô song đại đế bên cạnh nói ngàn vạn lần đừng nói như vậy trừ chân thiếu chủ ra chúng ta đều không có bao nhiêu chắc chắn trừ chân thiếu chủ chỉ có hoàng nhi tiểu tỷ mới thu được một trận hòa nếu nói cản trở tất cả chúng ta đều đang kéo chân a à. Giang Trần thấy bầu không khí có chút xấu hổ cho nên vội nói. Thi đấu không phải còn chưa chấm dứt sao? Chẳng lẽ các người không có lòng tin ở trong bốn ván cuối cùng chuyển bại thành thắng sao? Đương nhiên mọi người hiện tại đều nghĩ tới việc chuyển bại thành thắng trong bốn ván cuối cùng, thế nhưng mà bốn ván cuối cùng này, khả năng lật ngược thế cờ thực sự quá bé nhỏ, cơ hồ là nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành. Mọi người đừng nản chí, lần này chúng ta đều không có chuẩn bị gì. Đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị, nhưng lại nhờ người ngoài, các người thực sự tin rằng cái gọi là sách đan vương và huy đan vương kia là người tu la đại đế bồi dưỡng được hay sao giang trần không chút tin tưởng nào nếu như thực sự là tu la đạo tràng khiêu chiến khổng tước thánh sơn trừ phù lật nhất đạo tu la đạo tràng có chút ưu thế ra phương diện khác tu la đạo tràng tuyệt đối không có ưu thế gì đáng nói nói trắng ra tất cả mọi chuyện xấu đều từ trên người huy đan vương và sách đan vương kia tu la đại đế của tu la đạo tràng chiến tích của hắn cũng rất kém cỏi Đa Mai Minh Hoàng oán hận nói, Tu La Đại Đế chống lại thiếu chủ, trong bốn ván thì thua ba hòa một. Thật không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, còn mặt mũi tiếp tục đấu. Cho dù cuối cùng khổng tước Thánh Sơn chúng ta thua, hắn có mặt mũi làm trưởng khống giả lưu ly vương thành này hay sao? Hắn có tư cách kia sao? Ở trước mặt thiên tài trẻ tuổi thua liền ba ván, chuyện này đối với Tu La Đại Đế mà nói, tuyệt đối là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Có vết nhơ này, cho dù hắn khống chế lưu ly vương thành, cũng rất khó làm cho mọi người tin phục. Giang Trần cười cười, hai tay khẽ giơ lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía vô song đại đế. Mạch lão ca, trong bốn ván võ đạo này, ván của huynh, huynh nhất định phải chiến thắng. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, vô song đại đế vô cùng kiên định, vân trung minh hoàng, ván của ngươi, sách đan vương và huy đan vương kia cũng không phải là đại đế. Nếu như ngươi có thể chiến thắng tự nhiên là tốt, nếu như không đánh bại được một trong hai người bọn chúng, bảo vệ kết quả hòa có lẽ không có vấn đề gì chứ vân trung minh hoàng vỗ ngực nói thiếu chủ nếu như ngay cả một trận hòa ta cũng không lấy được vậy cũng không còn mặt mũi nào ở khổng tước thánh sơn được như vậy chứng minh chúng ta còn có hy vọng giang trần và hoàng nhi nhìn nhau hắn đối với hoàng nhi vô cùng yên tâm lý kiến thành mắt cao hơn đầu nhưng mà muốn nói ở phương diện võ đạo hắn còn kém xa hoàng nhi bên niêm hoa đại đế cũng không để cho giang trần có thời gian không ngờ lại tuyên bố luôn kế tiếp là thi đấu áp trục mà mọi người mong chờ nhất. Bốn ván võ đấu, mời những người xuất trận của song phương lên đài. Nhớ kỹ phải tuân thủ quy tắc, người đứng đầu đối đầu với nhau, tùy tùng đấu với tùy tùng, đệ tử truyền thừa đấu với nhau. Tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi, quy tắc này cũng tránh cho bọn họ chơi chút trò nhỏ, vặt vãnh trong lúc thi đấu. Bên tu là đại đế, người thứ nhất nhảy ra lại là Huy Đan Vương. Thực lực của Huy Đan Vương này kỳ thực còn cao hơn sách Đan Vương một ít hắn sung phong bên tu la đại đế cũng mang theo ý định giống như đánh cuộc bọn họ suy đoán bên khổng tước thánh sơn có lẽ sẽ phái vân trung minh hoàng đi ra giang trần lại cười nói mạch lão ca ván đầu võ đạo này huynh đi lên đi bốn ván võ đấu phải đề cao sĩ khí hiện tại cục diện không phải quá có lợi cho khổng tước thánh sơn cho nên giang trần cũng hy vọng để cho vô song đại đế mạnh mẽ chiến thắng lấy khởi đầu tốt cho khổng tước thánh sơn dù sao vô song đại đế là một trong bốn người nắm chắc chiến thắng nhất trong võ đấu. Tuy rằng huyết mạch thiên côn vô song đại đế còn chưa kịp luyện hóa, nhưng mà bằng vào thần thông của vô song đại đế, muốn đánh bại một võ giả hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào. Ván thứ 10, vô song đại đế khổng tước thánh sơn đấu với huy đan vương của tu la đạo tràng. Niêm hoa đại đế lớn tiếng tuyên bố, quy tắc lôi đài, sinh tử do ý trời. Cho nên lúc này lão phu nhắc nhở một chút, nếu như thực lực không đủ, chống đỡ không nổi thì nên nhận thua sớm. Không nên tiếp tục đánh làm gì, đến lúc đó ngay cả cơ hội nhận thua cũng không còn. Không thể không nói, niêm hoa đại đế vẫn hy vọng song phương không đánh nhau quá hăng say, càng không hy vọng xuất hiện cục diện chết, tổn thương. Huy Đan Vương nhìn thấy bên khổng tước Thánh Sơn không ngờ lại phái vô song đại đế ra, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn vốn muốn đi lên tranh thủ thắng Vân Trung Minh Hoàng một ván. Hiện tại chống lại vô song đại đế, còn có cơ hội gì nữa chứ? hắn đừng để bị đánh bại nhanh quá đã là không tệ rồi trước đó vô song đại đế thua trên trận pháp vẫn cảm thấy mặt mũi mình có chút khó coi hiện tại rốt cuộc cũng tới võ dấu hắn dồn tất cả nghẹn khuất của mình định tranh thủ một ván thắng cho khổng tước thánh sơn động thủ đi ánh mắt vô song đại đế sâu xa uy áp đại đế không chút lưu tình tràn về phía đối phương huy đan vương dù sao cũng là hoàng cảnh đỉnh phong dưới uy áp đại đế áp bách của vô song đại đế vẫn miếng cưỡng chống lại được hắn ôm quyền nói xin hạ thủ lưu tình, còn chưa đánh đã có chút y tứ giống như chịu thua. Vô song đại đế không nói lời nào, thế giới võ đạo, bất binh yếm trá. Mặt ngoài xem ra người ta ở thế yếu, thế nhưng nói không chừng người ta đang làm hắn chủ quan cũng không biết chừng. So đấu võ đạo cũng không phải có hắc mã lấy yếu thắng mạnh. Hoàng cảnh đỉnh phong cũng không phải chưa từng có tiền lệ chiến thắng đại đế. chương 2049, cường thế san bằng tỷ số 1. Ân thế san bằng tỷ số, một tuy rằng ít nhưng mà thế giới võ đạo không thiếu cái lạ chắc chắn sẽ có một ít thiên tài đặc thù lấy yếu thắng mại vượt cấp khiêu chiến thậm chí là quét ngang đối thủ trong lịch sử cũng không thiếu loại tình huống này nhưng mà từ chỉnh thế mà nói loại chuyện này cuối cùng cũng là số ít là tồn tại giống như lông phượng sừng lân bình thường mỗi một lần xuất hiện được người ta trắng trợn tung hô trở thành đề tài mục tiêu cho những kẻ yếu nói chuyện và cố gắng được người ta truyền bá uy danh khắp nơi như vậy một khi xuất hiện đều được coi là kỳ tích huy đan vương này ở phương diện thực lực tổng hợp quả thực vô cùng xuất chúng nhưng mà ở phương diện võ đạo hiển nhiên hắn cũng không phải là loại người có thể chế tạo kỳ tích điều quan trọng nhất chính là vô song đại đế cũng không phải là loại đại đế vừa mới vào đế cảnh hắn cũng thành danh đã lâu trong các đại đế cũng thuộc về tồn tại vô cùng thâm niên hắn là người có thể trở thành lãnh tụ trong giới tán tu sao há có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy huy đan vương này trước khi xuất chiến có lẽ trong còn có chút chờ mong chờ mong mình sáng tạo kỳ tích nhưng khi hắn chính thức chiến đấu với vô song đại đế hắn mới bị ai phát hiện ra suy nghĩ hắc mã của mình ngây thơ và vô tri tới mức nào đây căn bản không phải là cùng một cấp bậc không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại trước khi xuất chiến tu la đại đế cũng ban cho hắn đế lâm ngự giáp phù cũng ban cho hắn đế lâm chân cương phù để cho hắn trong thời gian ngắn hai mặt công thủ đều miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn đại đế thế nhưng mà khi hắn chính thức giao thủ với vô song đại đế hắn lại do dự Đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù quả thực quá mức chân quý. Vốn hắn định dùng, thế nhưng hiện tại nghĩ lại, thực sự nhất định phải dùng sao. Nhìn tình hình này, cho dù có dùng, nhiều lắm cũng chỉ trèo chống được mấy thời thần. Thế nhưng mà thi đấu võ đạo chỉ có thời gian hai thời thần. Cũng nói là, cho dù hắn muốn miễn cưỡng chống lại, kéo dài tới khi kết thúc, nhận được kết quả hòa, bất phân thắng bại thì cũng phải cố gắng kéo dài tới hai thời thần mới được. Thế nhưng mà hai thời thần này, hắn có thể chống đỡ được hay sao? Hiển nhiên là chuyện không có khả năng, không nói trước thân thể của hắn có chịu đựng được đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù đồng thời thi triển hay không, cho dù chịu đựng được, hai loại phù lật này cũng chỉ có tác dụng trong vòng một thời thần. Quá một thời thần, đằng sau còn có một thời thần nữa. Đến lúc đó trèo trống thế nào? Bằng vào thân thể huyết nhục của hắn sao? Một hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn đối kháng với đại đế thành danh mấy ngàn năm. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường, viển vông huy đan vương tuy rằng thiên phú võ đạo không tồi thế nhưng nhưng phương diện võ đạo cuối cùng hắn cũng không phải loại thiên tài siêu nhất lưu từ trước tới nay không có bất kỳ vốn liếng vượt cấp khiêu chiến nào trước mặt vô song đại đế vượt cấp khiêu chiến huy đan vương quả thực không có loại lực lượng như vậy trên thực tế tu la đại đế thấy tình cảnh này cũng hoàn toàn nhìn ra được trước mặt vô song đại đế huy đan vương tuy rằng có thực lực võ đạo rất không tồi thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào cho dù chống lại hai thời thần cũng là hy vọng xa vời trừ phi huy đan vương này có át chủ bài nghịch thiên không có thi triển chiến đấu tiếp tục tiến hành vô song đại đế vừa mới ra tay tuy rằng không tới mức dùng tuyệt chiêu ẩn giấu thế nhưng công kích vô cùng mạnh mẽ lĩnh vực đế cảnh thi triển ra lập tức nắm quyền chủ động trận chiến trong tay vài lần ra tay vô song đại đế đã triệt để khống chế cuộc chiến nhìn thấy vô song đại đế đại phát thần uy tứ đại hoàng giả của khổng tước thánh sơn trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi đồng thời trong lòng còn cảm thấy khiếp sợ cực kỳ đại đế chính là đại đế huy đan vương kia ở trước mặt hắn giống như một đứa trẻ vậy đó là đương nhiên mọi người luôn nói vô song đại đế là một trong những người đứng đầu giới tán tu lại không thể tưởng tượng được tu vi võ đạo hắn lại sâu như vậy tuy rằng còn chưa thi triển tuyệt chiêu thế nhưng tu vi võ đạo của hắn dường như không kém khổng tước đại đế bệ hạ là bao a à. khổng tước đại đế chính là đại đế cao cấp nhất bát vực Vậy mà vô song đại đế này cơ hồ có thể so với khổng tước đại đế, điều này quả thực vô cùng không tồi. Ván này vô song đại đế nhất định thắng rồi. Đa Mai Minh Hoàng dùng giọng chắc chắn nói. Đúng vậy, vô song đại đế thắng ván này, chúng ta có thể duy trì cục diện bốn bốn. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng cười nói. Giã Hồ Minh Hoàng lại cười khổ. Vô song đại đế thắng ván này, ta không chút nghi ngờ nào. Chỉ là nhị vị có từng nghĩ tới hay không, trừ ván của vô song đại đế ra, ba ván khác, cho dù là Vân Trung Huynh cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Chân thiếu chủ tuy rằng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng chống lại tu la đại đế, cuối cùng vẫn là. Giã Hồ Minh Hoàng nói được một nửa lại không có nói tiếp, hiển nhiên cuộc chiến này tuy rằng nhìn như có thể san bằng tỷ số. Thế nhưng trên thực tế đối với khổng tước Thánh Sơn mà nói vẫn là bất lợi. Trấn Tuế Minh Hoàng nói, chúng ta cũng không cần quá bi quan, chân thiếu chủ thoạt nhìn như đã tính trước. Nói không chừng thiếu chủ còn át chủ bài gì thì sao? nói không chừng Hoàng Nhi tiểu tỷ có thể chiến thắng Lý Kiến Thành kia nha. Thế giới võ đạo, tất cả đều có thể. Giã Hồ Minh Hoàng nhìn Hoàng Nhi tiểu tỷ phía xa, lại nhìn Lý Kiến Thành. Thấy thế nào cũng không nhìn ra Hoàng Nhi tiểu tỷ này có thực lực chiến thắng Lý Kiến Thành. Ngay cả chân thiếu chủ ở phương diện võ đạo cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Lý Kiến Thành A. Cũng không phải là bọn họ xem thường chân thiếu chủ. Lúc trước ở thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành là người đứng đầu thiếu chủ bảng, mà chân thiếu chủ chỉ đứng thứ 8A. Thứ tự cách biệt tuy rằng không thể nói gì, thế nhưng dù sao thời gian chân thiếu chủ thành danh so với Lý Kiến Thành ngắn hơn rất nhiều, tuổi cũng nhỏ hơn một đoạn. Nếu nói chân thiếu chủ ở phương diện võ đạo, có lẽ thực sự không bằng Lý Kiến Thành. Bên tu la đạo tràng, Lý Kiến Thành cao mày nói. Sư tôn, không phải người thưởng đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù cho huy đan vương sao? Sao hắn lại không dùng? Tu la đại đế cười nhạt một tiếng mà không nói gì. Hắn có thể hiểu rõ tâm tình của huy đan vương dù sao đều thắng không nổi, đoán chừng Huy Đan Vương kia cũng không cam lòng dùng hai phù lật kia. Quả nhiên sau khi đấu vài chiêu, Huy Đan Vương kia lớn tiếng hô. Khoan đã, vô song đại đế, tại hạ kỹ không bằng ngươi, ván này ta nhận thua. Huy Đan Vương tự mình biết mình, hắn biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, không cần thời gian một phút đồng hồ, hắn tất sẽ khó được cái mạng nhỏ của mình. Trường 2050, Cường Thế San bằng tỷ số 2. Ân Thế San bằng tỷ số 2 nhìn tư thế của vô song đại đế hắn có thể nhìn ra được vô song đại đế cũng không có ý định tới điểm là ngừng thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sát ý của vô song đại đế nếu không phải vô song đại đế yêu quý thanh danh của mình nói không chừng vừa mới lên đài đã dùng tuyệt chiêu trực tiếp diệt sát hắn hắn đã chủ động nhận thua vô song đại đế muốn hạ sát thủ cũng không được nữa vô song đại đế lạnh lùng cười lâm trận nhận thua là tu la đại đế dạy ngươi hay sao hay là đan cực đại đế kia dạy ngươi? Vô song đại đế hiển nhiên đã nghe Giang Trần nói qua, có khả năng huy đan vương và sách đan vương này là người do đan cực đại đế bồi dưỡng, phái tới trợ giúp tu la đại đế A. Đối với người của đan cực đại đế, vô song đại đế tự nhiên không thích. Dù sao đan cực đại đế có thể nói là địch nhân cả đời hắn. Huy đan vương chật vật không chịu nổi, miệng thở hồng hộc, chán đầy mồ hôi, cảm thấy giống như mình mới đi qua quỷ môn quan một lần. Cho nên đối mặt với lời chào phúng của vô song đại đế, hắn không dám tranh luận nửa câu, trực tiếp chắp tay nhận thua. Như vậy khiến cho vô song đại đế tức giận không có chỗ phát tác. Nhưng mà rốt cuộc vô song đại đế vẫn chú ý phong độ, đã thắng, đối phương lại chủ động nhận thua, hắn cũng không thể làm quá mức. Dù sao vô song đại đế cũng rõ ràng, hiện tại hắn đại biểu cho khổng tước Thánh Sơn xuất chiến. Hoặc ít hoặc nhiều cần phải cân nhắc tới thể diện của khổng tước Thánh Sơn. Thấy huy đan vương kia chủ động nhận thua, niêm hoa đại đế tuyên bố, ván thứ 10, Vô Song Đại Đế không tước Thánh Sơn thắng. Vô Song Đại Đế gật gật đầu, thu được thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên, cho nên cũng không có gì đáng để ăn mừng. Cho nên Vô Song Đại Đế chỉ cười nhạt một tiếng, không có làm bất kỳ động tác ăn mừng nào mà trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống. Thiếu chủ, không làm nhục sứ mạng, chỉ tiếc không có nắm lấy cơ hội tiêu diệt tiểu tử kia. Trong lòng Vô Song Đại Đế vẫn còn canh cánh chuyện này, để cho đối phương có cơ hội nhận thua. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất không thoải mái giang trần cũng không quá để ý chỉ cười nói trận đầu thắng lợi trợ giúp sĩ khí bên ta mạch lão ca huynh có công đầu a à, cái gọi là trợ giúp sĩ khí cuối cùng chỉ là một loại an ủi trên võ đài vẫn dựa vào thực lực dựa vào thực lực chân chính mà chiến thắng sĩ khí cho dù đầy đủ cũng không thể nào trèo trống cho thực lực vậy sĩ khí căn bản cũng không thể làm nên chuyện gì nhưng mà vân trung minh hoàng nhìn thấy vô song đại đế chiến thắng trong lòng tăng thêm chút tin tưởng Giang Trần nói với Vân Trung Minh Hoàng, Huy Đan Vương kia luận thực lực võ đạo mạnh hơn sách Đan Vương một chút. Có lẽ hắn cho rằng bên ta phái người đánh trận đầu. Hiện tại đối thủ trận thứ hai của người đã định, nhất định chính là sách Đan Vương kia. Vân Trung Minh Hoàng gật đầu nói, thiếu chủ, người yên tâm đi. Vân Trung vẫn nói câu kia, ván này ít nhất thuộc hạ cũng có thể nắm chắc hòa, bất phân thắng bại, cố gắng giành chiến thắng. Vân Trung Minh Hoàng cũng không dám quá lạc quan, dù sao Sách Đan Vương và Huy Đan Vương kia lai lịch không rõ ràng, ai cũng không biết hắn ta có át chủ bài gì. Cố gắng tranh thủ hòa, bất phân thắng bại, trên cơ sở này tranh thủ trận thắng. Vân Trung Minh Hoàng mang theo niềm tin này, trong lòng không có tạp niệm đi lên lôi đài. Ván thứ 11, Vân Trung Minh Hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Sách Đan Vương của Tu La Đạo Tràng. Niêm Hoa Đại Đế tuyên bố, Vân Trung Minh Hoàng ở trong các chư hầu vẫn còn có người ủng hộ. Hắn đi theo Khổng Tước Đại Đế vẫn là nhân vật giống như quản gia của khổng tước Thánh Sơn vậy. Chư hầu khắp nơi khi tới bái phòng khổng tước đại đế đều phải đi qua cửa Vân Trung Minh Hoàng. Cho nên rất nhiều chư hầu đối với Vân Trung Minh Hoàng đều vô cùng thưởng thức, lúc này thấy hắn ra trận, không ít người vỗ tay lên. Những tiếng vỗ tay này cũng đem thêm cho Vân Trung Minh Hoàng chút lòng tin. Khổng tước Thánh Sơn quả nhiên không còn người, không ngờ lại phái người như ngươi đi lên. Trong mắt sách đan vương tràn ngập vẻ diễu cợt, vẻ mặt khinh thường đánh giá Vân Trung Minh Hoàng trước mắt. Vân Trung Minh Hoàng rốt cuộc cũng là người từng trải, biết rõ đối phương đang muốn chọc giận mình, hắn chỉ cười lạnh một tiên ninh. "Ta là một trong tứ hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn, đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại, các hạ lén lén lút lút, ai biết là mặt hàng từ nơi nào xuất hiện nha. Hừ, hay cho một câu thiên kinh địa nghĩa, vậy để ta cho ngươi biết, cái gọi là tứ đại minh hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi yếu tới cỡ nào? Sách Đan Vương kia kỳ thực thực lực kém hơn Huy Đan Vương." nhưng mà thủ đoạn công tâm không kém một chút nào sách đan vương là người thông minh hắn cũng từng nghe ngóng qua Vân trung minh hoàng này thực lực tổng hợp là người mạnh nhất tứ đại hoàng giả của khổng tước thánh sơn là người nổi bật nhất tuy rằng thực lực bản thân sách đan vương không kém thế nhưng nhất định không hơn tứ đại hoàng giả của khổng tước thánh sơn cho nên muốn thắng hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng thực lực giữa song phương nhiều lắm chỉ ngang nhau mà thôi khi thực lực sàn sàn nhau thứ sau chính là tâm lý võ giả sách dờ si kỳ thực muốn từ trên phương diện tâm lý chấn nhiếp đối phương làm cho đạo tâm của đối phương xuất hiện vết sách cho dù là một vết sách nhỏ chỉ cần xuất hiện sách đan vương hắn nhất định có thể nắm bắt được có lẽ thực lực sách đan vương không phải là mạnh nhất nhưng mà với tư cách là thiên tài đan đạo hắn có thiên phú và mẫn cảm với việc nắm bắt cơ hội chiến đấu đây là một loại khứu giác của cường giả chỉ là vân trung minh hoàng căn bản không thèm quan tâm tới hắn lúc trước hắn cũng nghe giang trần nói qua Sách Đan Vương này thực lực kém hơn Huy Đan Vương kia một ít. Tuy rằng hắn không biết chân thiếu chủ căn cứ nơi nào mà nói vậy, thế nhưng dùng sự tín nhiệm xưa nay của hắn đối với Giang Trần, tự nhiên hắn không chút hoài nghi nào về lời của chân thiếu chủ. Cho nên đối mặt với Sách Đan Vương đang lớn tiếng dọa người này, Vân Trung Minh Hoàng cũng không có tự loạn trận cước. Hắn đã định sẵn sách lược của mình, đó là trước tiên nắm chắc kết quả hòa, sau đó trên cơ sở đó, tùy thời truy cầu cơ hội thắng. Loại suy nghĩ này tuy rằng bảo thủ một chút, thế nhưng cũng làm toát lên tính cách của Vân Trung Minh Hoàng. Hắn xưa nay không phỉa là loại người vô cùng cấp tiến. Không thể không nói, suy nghĩ của hắn vô cùng ổn thỏa. Cũng vừa vặn khắc chế suy nghĩ của sách đan vương kia. Sách đan vương biết rõ, mình ở phương diện võ đạo không có bất kỳ ưu thế nào, cho nên hắn định lớn tiếng dọa người, vừa mới lên đã dùng miệng lưỡi tấn công, khua môi múa mép. Trường 2051, Tu La Đạo Tràng Đắc Ý. O Tràng Đắc Ý, nếu như Vân Trung Minh Hoàng không có suy nghĩ của mình trước đó, trong lúc công thủ quá mức do dự, nói không chừng sẽ bị những lời nói của tên này chấn nhiếp, quả thực sẽ xuất hiện tình huống đạo tâm có sơ hở. Đợi sau khi sách đan vương nói xong, Vân Trung Minh Hoàng đại khái cũng đã rõ suy nghĩ của đối phương. Nhưng mà hiểu rõ thì hiểu rõ, muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn. Sách đan vương này có lẽ thực lực võ đạo không phải kiệt xuất nhất, nhưng mà khứ giác võ đạo của người này vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần Vân Trung Minh Hoàng có ý gì, Sách Đan Vương này không ngờ đều có thể tính ra. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, thăm dò lẫn nhau. Hai bên đều có công có thủ, song phương đều rõ ràng nội tình của đối phương. Luận thực lực, trên thực tế Vân Trung Minh Hoàng hơn một đường, tuy rằng hơn không nhiều lắm. Thế nhưng mà luận kinh nghiệm chiến đấu và khứu giác chiến đấu, Sách Đan Vương kia dường như mạnh hơn một chút. Như vậy, hai người khi đấu lại thành cục diện ngang nhau. Không quản bọn họ thăm dò nhau thế nào, dụ dỗ thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì. Nhìn thấy cuộc chiến lâm vào trong giai đoạn rằng co, bên khổng tước Thánh Sơn, Đa Mai Minh Hoàng khẽ thở dài nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vân Trung muốn thắng ván này cũng không dễ a à. Trấn Tuế Minh Hoàng hung hăng nện một quyền vào thành ghế, nói. Ta cũng không tin, tu la đạo tràng ngoài nhật nguyệt tinh tam hoàng kia còn có người mạnh như vậy. Bây giờ nói những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì. Giã Hồ Minh Hoàng thở dài nói, ván này nếu như có thể thắng được, Hy vọng chúng ta còn có một chút. Nếu như ván này không thắng được, cho dù là hòa, bất phân thắng bại thì cũng là kết quả rất xấu. Quả thực, bây giờ Khổng Tước Thánh Sơn nhìn như có chiến tích 4 thắng 2 hòa 4 thua, không phân thắng bại với bên Tu La Đại Đế, thế nhưng mà ván này nếu như không thắng, hai trận còn lại căn bản không có bất luận khả năng thắng nào a. À. Cho nên ván của Vân Trung Minh Hoàng là một đường hy vọng cuối cùng của Khổng Tước Thánh Sơn. Ít nhất trong mấy hoàng giả, ván này là ván rất quan trọng bên tu la đạo tràng biểu lộ cả đám nhẹ nhóm hơn rất nhiều tuy rằng trước đó huy đan vương bại bởi vô song đại đế ván đó cũng không có gì đáng trách trên mặt tu la đại đế và lý kiến thành hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khó chịu nào hiển nhiên ván vừa rồi thua đã nằm trong kế hoạch của bọn họ mà hiện tại ván của sách đan vương kết quả bất phân thắng bại chỉ sợ không chạy thoát khỏi tay bọn họ sư tôn kết quả rất đáng mừng a à. nếu như sách đan vương ván này có thể hòa như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng. Sư tôn nhất định sẽ thắng tiểu tử họ chân kia, đệ tử chống lại tiểu mỹ nhân ôn nhu kia cũng có thể nắm chắc, không có gì đáng lo lắng. Đến lúc đó chúng ta 6 thắng 3 hòa, 4 thua. Chiến tích vượt ra khổng tước Thánh Sơn, chủ nhân Lưu Ly Vương Thành tương lai chính là sư tôn lão nhân ra ngài A. Lý Kiến Thành nói tới đây trong mắt tràn ngập quang mang nóng bỏng, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng Nhi. Cơ hồ hắn có chút không chờ được, hận không thể để cho ván của sách đan vương này chấm dứt, để cho hắn lên đài, trước mặt Hoàng Nhi, biểu hiện một chút tài hoa võ đã Okura mình, triệt để chinh phục tiểu Mỹ nhân tâm cao khí ngạo này. Trước đó Lý Kiến Thành ở trước mặt Hoàng Nhi mất mặt, thế nhưng mà hắn cũng không có nhụt chí. Theo hắn thấy, bất quá tiểu Mỹ nhân này chỉ là bị họ chân kia tẩy não mà thôi, trong lúc nhất thời không biết phân biệt lợi hại. Chỉ cần mình biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến cho đối phương triệt để thức tình như vậy tiểu mỹ nhân này đương nhiên sẽ nghĩ thông suốt đến lúc đó còn không phải mặc ta chiếm lấy khi đó không phải trở thành người trong lòng hắn hay sao theo lý kiến thành thấy thế giới võ đạo tôn trọng sự thực dụng nhất là những nữ tu sĩ kia ai cường đại hơn các nàng sẽ nghiêng về phía đó hoàng nhi này tuy rằng khí chất xuất chúng thế nhưng mà nhất định cũng không phải là ngoại lệ nàng ỉ lại vào họ chân kia như vậy còn không phải bị họ chân kia mê hoặc hay sao còn không phải bị loại người mua danh chuộc tiếng như họ chân kia thu được tâm mỹ nhân của nàng sao. Lý Kiến Thành không phục, trong lòng hắn thầm thề, nhất định phải chinh phục Hoàng Nhi trên phương diện võ đạo. Làm cho tiểu mỹ nhân này ái mộ hắn, khăng khăng nhất mực với hắn. Tu La Đại Đế dường như khám phá ra tâm tư của Lý Kiến Thành, hắn nghiêm túc dặn dò. Kiến Thành, tâm tư của con bổn đế biết, người trẻ tuổi có tình cảm đó là chuyện bình thường. Nhưng mà lát nữa khi giao chiến, tuyệt đối không thể vì vậy mà mất đi tỉnh táo, càng không được khinh địch. Nữ tử kia nhìn như nhu hòa, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. Nếu như con vì khinh địch mà đại bại, làm hỏng đại cục, bổn đế nhất định sẽ phạt con thật nặng. Thậm chí còn lấy đi thân phận thiếu chủ của con, trục xuất con ra khỏi tu la đạo tràng. Người trẻ tuổi trung quy cũng phải dạy dỗ một chút, điểm này tu la đại đế lại không mềm lòng. Hắn lo lắng lý kiến thành quá nóng lòng cầu thành, muốn biểu hiện trước mặt nữ hài tử kia, kết quả lại khinh địch trong lòng lý kiến thành dùng mình cổ có mồ hôi lạnh toát ra lúc trước quả thực hắn có chút ý nghĩ kỳ quái thậm chí là đắc ý quên mình bị tu la đại đế cảnh cáo như vậy hắn cũng tỉnh táo lại đúng không thể đắc ý quên mình cũng tuyệt đối không thể khinh địch không thể mềm lòng phải dùng thực lực tuyệt đối chinh phục tâm mỹ nhân sư tôn người yên tâm đi đồ nhi nhất định sẽ không để cho lão nhân ra người mất mặt mười ban ván này tu la đạo tràng chúng ta nhất định sẽ thắng lý kiến thành kiên định nói tu la đại đế gật gật đầu sau khi cảnh cáo lý kiến thành thấy phản ứng của lý kiến thành hắn đã biết lý kiến thành đã ném ý nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu chỉ cần lý kiến thành không khinh địch chống lại cái gọi là hoàng nhi tiểu tỷ kia tu la đại đế vẫn rất có tự tin hoàng nhi kia tuy rằng thần bí nhưng cũng không thể mạnh hơn chân thiếu chủ nha coi như là chân thiếu chủ tu la đại đế cũng không thấy được lý kiến thành không bằng hắn ta lại nói hiện tại sách đan vương và vân trung minh hoàng chiến đấu đã gần tới thời điểm cuối cùng giữa hai người vẫn có công có thủ như trước thắng bại còn chưa xuất hiện tình huống nghiêng về một phía vẫn ở trong trạng thái rằng co nếu cứ tiếp tục như vậy kết quả ván này tất sẽ là hòa bất phân thắng bại như vậy cho dù lý kiến thành không có cách nào thắng hoàng nhi kia cũng không có sao hiện tại là bốn thắng hai hòa bốn thua dù sách đan vương và lý kiến thành đều hòa bất phân thắng bại cũng chỉ là bốn thắng bốn hòa bốn thua mà thôi trong lúc vô hình tu la đại đế thậm chí còn có chút chờ đợi loại tình huống này xuất hiện. Vì như vậy, trận chiến cuối cùng giữa hắn và chân thiếu chủ mới thể hiện ra tầm quan trọng. chương 2052, Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi. Một, ân lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi. Một, mới có thể khiến cho hắn nổi bật, đạt được thắng lợi đáng ngưỡng mộ. Trận chiến áp trục, quyết định thắng bại song phương đây không thể nghi ngờ là thứ có thể khiến cho tu la đại đế hắn nổi bật, đã kích thể diện khổng tước thánh sơn rất tốt. Phương diện võ đạo, tu la đại đế có được lòng tin tuyệt đối. So với phù luật nhất đạo trước đó còn tự tin hơn. Phù luật nhất đạo còn có biến hóa, thế nhưng võ đạo, tu la đại đế căn bản không tin tưởng sẽ xảy ra bất kỳ chuyện xấu nào. Tiểu tử kia trước kia có tin đồn nghe nói hắn là bán bộ hoàng cảnh. Cho dù khoảng thời gian này có đột phá tiến vào hoàng cảnh thì tính sao? Một người trẻ tuổi mới tiến vào hoàng cảnh, muốn tranh giành cao thấp với đại đế 3.000 năm như hắn sao? Đây là sự thực sao? Căn bản là chuyện không thực tế. Lĩnh vực võ đạo là lĩnh vực tàn khốc nhất. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Trẻ tuổi nên tranh hùng với người trẻ tuổi. Vượt cấp khiêu chiến không phải là không có. Thế nhưng mà giữa hoàng cảnh và đế cảnh, ở giữa hơn kém bao nhiêu cấp cơ chứ? Đó là khoảng cách căn bản không có cách nào có thể khiêu chiến thành công. Thế giới võ đạo, cơ hồ cũng không có tiền lệ vượt cấp khiêu chiến thành công khi thực lực hơn kém quá xa. Có lẽ có, nhưng Tu La Đại Đế chưa từng nghe qua, hắn cũng không tin chuyện này lại xuất hiện trên người mình. Tiểu tử họ chân kia, thiên phú võ đạo quả thực rất xuất chúng. Trong tranh đoạt thiếu chủ bảng, Tu La Đại Đế cũng từng quan sát qua. Cũng bởi vì từng quan sát qua, trong lòng Tu La Đại Đế mới nắm chắc. Hắn cảm thấy dùng thực lực võ đạo của tiểu tử họ chân kia, nhiều lắm chỉ có thực lực đọ sức với Lý Kiến Thành mà thôi. Trước mặt Tu La Đại Đế hắn, không khác con sâu cái kiến là bao. Tu La Đại Đế tự tin, mình chỉ cần một phút đồng hồ là có thể bóp chết tiểu tử này. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đang tính toán như vậy, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối không ngại ra tay nắm bắt cơ hội bóp chết anh tài này. Tiểu tử này không phải là thiên tài sao? Không phải là thiếu chủ khổng tước Thánh Sơn hay sao? Thi đấu lôi đài, xảy tay đánh chết, tuy rằng sẽ trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Thế nhưng thời gian trôi qua, ai sẽ vì một người chết mà cảm thấy thương cảm cảm thất bất công cơ chứ lại nói đến lúc đó cả lưu ly vương thành đều nằm trong sự khống chế của hắn ai dám nói nhảm gì nữa tứ đại hoàng giả của khổng tước thánh sơn đến lúc đó trong lưu ly vương thành có địa phương cho bọn chúng đứng hay không cũng không nói trước được bàn long đại đế tịch diệt đại đế hai gia hỏa này nếu như thức thời nhiều lắm cũng chỉ là hai bồ tát cố làm ra vẻ tuyệt đối không có khả năng để cho bọn chúng nắm giữ quyền hành gì nếu không thức thời có thể diệt thì tiêu diệt không thể diệt thì cũng đuổi đi đến lúc đó cái lưu ly vương thành này chính là thiên hạ của hắn trong khi đang suy nghĩ trận chiến trên lôi đài cũng đã chấm dứt hai thời thần đã tới song phương vẫn bất phân thắng bại ai cũng không thể làm gì được ai hòa bất phân thắng bại lại là kết quả hòa bất phân thắng bại thế hòa bất phân thắng bại này đối với song phương mà nói ý nghĩa hoàn toàn bất đồng bên khổng tước thánh sơn trừ tam đại hoàng giả ngoài vân trung minh hoàng gia, nhìn thấy trận chiến đã chấm dứt, đều âm thầm nắm chặt tay mà thở dài. Bọn họ cũng nhìn ra được, thực lực của vân trung minh hoàng tuy rằng mạnh hơn đối phương một chút. Thế nhưng ưu thế vẫn không đủ rõ ràng, không thể để cho ưu thế này chuyển hóa thành một trận thắng. Trận này có hy vọng lại không thắng lợi, làm cho thế cục bên khổng tước Thánh Sơn vốn đã vi diệu, càng thêm trở nên vi diệu. Từ biểu hiện bề ngoài xem ra, kết quả hiện tại là 4 thắng, 3 hòa, 4 thua song phương tới hiện tại vẫn hòa bất phân thắng bại thế nhưng mà người sáng suốt nhìn vào là có thể nhận ra thế cục hiện tại hoàn toàn đã rơi vào trong tay bên tu la đạo tràng hai trận kế tiếp đánh thế nào đây bên khổng tước thánh sơn chân thiếu chủ sắp đối mặt với tu la đại đế không thể chiến thắng mà hoàng nhi tiểu tỷ mọi người đối với nàng rất là lạ lẫm trước kia tuy rằng nàng xuất chiến qua mấy trận tuy rằng hòa được một ván trong lĩnh vực đan đạo thế nhưng biểu hiện ở các mặt khác cũng không phải quá trói mắt bởi vậy khiến cho trong lòng mọi người không mấy lạc quan về nàng ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là khí chất của hoàng nhi xuất chúng như khí chất là khí chất hoàn toàn không có thấy khí phách và sát khí của nàng lộ ra cho nên khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy nàng không có thực lực cạnh tranh là nhân vật bên khổng tước thánh sơn bất đắc dĩ gom góp cho đủ số lượng trên thực tế đại đa số người đều cho rằng nàng tới gom góp cho đủ số bởi vì bản thân chân thiếu chủ còn trẻ như vậy muốn hắn lựa chọn một đệ tử thân truyền cũng rất khó khăn bên tu la đạo tràng hoàn toàn bất đồng với bên khổng tước thánh sơn đang ủ rũ cả đám đều vui mừng không thôi hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy thắng lợi đang nhiên về phía bọn họ đánh cuộc 13 ván chỉ còn có hai ván hai ván còn lại là hai ván mà bọn họ đều nhất trí cho rằng nhất định có thể nắm chắc thắng lợi tu la đạo huynh chúc mừng a à. thương hải đại đế cũng vui mừng không thôi tiến lên chúc mừng tu la đại đế tuy rằng thế cục thay đổi bất ngờ thế nhưng nội tình của tu la đạo tràng vẫn tốt hơn để xem lần này bọn chúng còn có gì để nói hay không. Thương Hải Đại Đế trước đó cũng kinh hồn táng đảm, sợ bên Tu La Đại Đế thất bại. Nhất là khi nhìn thấy Giang Trần Triệu hồi ra thú chiến khí ước là chân long, lúc ấy Thương Hải Đại Đế thực sự có cảm giác thất bại mãnh liệt. Thậm chí hối hận đối nghịch với khổng tước Thánh Sơn, mà bây giờ loại cảm giác này rốt cuộc cũng biến mất. Thắng lợi đã ở trong tầm mắt, tâm tình của hắn tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chảm không đại đế cũng cười cười, mặc dù không có chúc mừng sớm, Thế nhưng cũng vô cùng lạc quan. Tu La đạo huynh, hai ván còn lại này, có lẽ không cần phải tiếp tục lo lắng nữa rồi. Tu La đại đế gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Kiến Thành, bổn đế vẫn nói câu nói kia, không nên khinh địch, phát huy toàn lực. Trong mắt Lý Kiến Thành lóe lên tinh quang, như có chút suy nghĩ, hắn gật đầu, dùng giọng cam đoan nói. Sư tôn yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Thương Hải đại đế cười ha hả nói nhà đầu kia của khổng tước Thánh Sơn, hơn phân nửa là gom góp cho đủ số. Đừng nói là nhà đầu kia, coi như chân thiếu chủ tự thân xuất mã, đường võ đạo nhất định cũng không địch lại kiến thành hiền chất. Kiến thành hiền chất chỉ cần có biểu hiện bình thường, nhất định sẽ nắm chắc thắng lợi ván này, không có bất kỳ vấn đề gì cả. chương 2053, Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi, hai. Ân lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi. Hai, kiến thành thiếu chủ, chúc người mã đáo thành công, Lý Kiến Thành chắp tay, tay áo phất phơ, bay về phía lôi đài phía trước, miệng kêu lên một tiếng. Hoàng Nhi tiểu tỷ Kiến Thành chờ nàng ở lôi đài. Lý Kiến Thành cố ý chinh phục Hoàng Nhi, bởi vậy mỗi một hành động, tiếng nói đều cố gắng ra vẻ. Bên khổng tước Thánh Sơn, biểu lộ trên mặt mọi người vô cùng ngưng trọng. Vân Trung Minh Hoàng càng tự trách mình hơn, thiếu chủ, chư vị đạo hiếu, Vân Trung vô năng, không thể nắm được ván kia, làm cho thế cục đối với khổng tước Thánh Sơn chúng ta bất lợi. Vân Trung có tội, những người khác cũng biết không trách được Vân Trung Minh Hoàng, trên thực tế ai cũng không lạ gì. Tất cả mọi người đã cố hết sức, có trách thì chỉ có thể trách Tu La Đạo Tràng quá mức vô sỉ, 12 hai tên trợ thủ không rõ lai lịch, còn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải khổng tước Thánh Sơn bị động nghênh chiến, chỉ cần có chút chuẩn bị mà nói, thế cục tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, bết bát như vậy. Vân Trung Đạo Huynh, Chuyện này quả thực không thể trách ngươi, cũng không cần phải nghe lời dèm pha của bất kỳ ai." Đa Mai Minh Hoàng tuy rằng gần đây lạnh nhạt, thế nhưng lúc này lại cực kỳ thông tình đạt lý. "Ngươi đã cố hết sức, tất cả mọi người đã cố hết sức. Đổi lại là chúng ta đi lên, thế cục có khả năng còn bết bát hơn." "Đúng vậy, không nên tự trách." Trấn Tuế Minh Hoàng thở dài, "Chỉ tiếc Bệ hạ không có ở Lưu Ly Vương thành, nếu không đám tiểu nhân này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào." "Đúng vậy, nếu như Bệ hạ có mặt" bọn chúng dám cản rỡ như vậy sao? Giã Hồ Minh Hoàng cũng than thở không thôi. Khổng tước đại đế là người tài hoa kinh người, phù lật nhất đạo, tài hoa của khổng tước Thánh Sơn có thể nói là đệ nhất nhân trong lưu ly vương thành. Hắn chế tác đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù cũng là phù lật có trình độ cao nhất lưu ly vương thành. Mà đan đạo, tuy rằng khổng tước Thánh Sơn không tính là có tu vi nổi bật, thế nhưng trong bảy đại đế của lưu ly vương thành mà nói, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất. Trận pháp nhất đạo, khổng tước đại đế tuyệt đối cũng là nhân tài kiệt xuất trong bảy đại đế. Tất cả các mặt, chỉ cần có khổng tước đại đế có mặt, mọi thứ đều có thể áp chế tu la đại đế. Như vậy đánh cuộc 13 ván này, nói không chừng bên tu la đại đế nhiều lắm chỉ thắng được 3-4 ván mà thôi. Những ván khác chỉ sợ cũng là bên khổng tước thánh sơn bọn họ thắng. Đầu tiên khổng tước đại đế có thể áp chế tu la đại đế 4-5 trận, mà chân thiếu chủ ít nhất có thể thắng 3-4 trận. Những người khác cho dù đi lên gom góp đủ số, cũng không có sao tuy rằng vô song đại đế cũng mạnh nhưng mà sự cường đại của hắn chỉ ở phương diện võ đạo mà thôi những lĩnh vực khác vô song đại đế là một tán tu lực lượng không có nhiều như vậy giang trần thấy tứ đại minh hoàng xa suốt thanh âm có chút không vui vang lên chư vị trận chiến này còn chưa kết thúc các ngươi đã ở chỗ này khóc lóc kể lể như vậy Không tước đại đế bệ hạ đề bạt các ngươi nói các ngươi là người đáng tin cậy tại sao bổn thiếu chủ lại thấy tố chất tâm lý của các ngươi có vấn đề a à? quả thực hiện tại giang trần có chút không vui bọn họ hoài niệm khổng tước đại đế tự nhiên không có sai thế nhưng mà trận chiến này còn chưa kết thúc bọn họ đã nhiều lần nói ra những lời bi quan như vậy giang trần với tư cách là thiếu chủ khổng tước thánh sơn tự nhiên hắn không vui cũng phải tứ đại hoàng giả cũng biết mình lỡ miệng nghe giang trần quát lớn cả đám vội vàng nói lời xin lỗi chân thiếu chủ chúng ta sai rồi đúng vậy xin thiếu chủ trách phạt giang trần lừ lạnh một tiếng hắn biết rõ mình còn trẻ tuổi tứ đại hoàng giả này tuy rằng bề ngoài tử trung, thế nhưng mà trên phương diện tâm lý vô thức sẽ vì hắn còn che tuổi mà không tín nhiệm. Tuy rằng đây là chuyện thường tình của con người, thế nhưng mà trong lúc quan trọng như vậy, hắn căn bản không hy vọng bên trong khổng tước Thánh Sơn xuất hiện tình cảnh không chiến mà thua trước. Cho dù thua cũng phải thua thoải mái, nếu như tứ đại hoàng giả cứ ủ rũ, cứ than thở như vậy. Vậy thì đây tuyệt đối không phải là bầu không khí xứng đáng mà khổng tước Thánh Sơn nên có. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng lý kiến thành kia đắc ý quên mình ta sẽ đi cho hắn biết thế nào là lễ độ kỳ thực trong lòng hoàng nhi có chút giận dữ lý kiến thành đắc ý quên mình ăn nói ngả ngớn khiến cho hoàng nhi tức giận mà tứ đại hoàng giả của khổng tước thánh sơn than thở cũng làm cho hoàng nhi cảm thấy mình bị khinh thị coi thường đối với chuyện này nàng cũng không quá để ý thế nhưng mà tứ đại hoàng giả khinh thị giang trần lại là điều mà hoàng nhi không chấp nhận được sợ rằng không phải là bọn họ cố ý Thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng muốn tranh giành một hơi này, muốn cho người cả lưu ly vương thành đều biết, dù khổng tước Thánh Sơn không có khổng tước đại đế, chân thiếu chủ cũng tỏa chấn được. Giang Trần gật đầu nói, Hoàng Nhi, tiểu tử kia ngang ngược càng rỡ, nàng đi giáo huấn hắn nên làm người thế nào, nếu như hắn quá kiêu ngạo, phế hắn cũng không sao. Phế hắn, người khổng tước Thánh Sơn bên này đều có chút giật mình. Hoàng Nhi lại lạnh nhạt gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng rời khỏi trận doanh khổng tước Thánh Sơn. Trận thứ 12, Hoàng Nhi tiểu tỷ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Lý Kiến Thành thiếu chủ của Tu La Đạo Tràng. Thực lực của Lý Kiến Thành trên thực tế cả Lưu Ly Vương Thành, người biết rõ ngọn nguồn của hắn cũng không có mấy người. Trước kia Khổng Tước Thánh Sơn có phiền thiếu chủ, luôn được vinh dự gọi là tồn tại thứ nhất trên thiếu chủ bảng, luôn áp chế Lý Kiến Thành hắn một đầu. Về sau, sau khi phiền thiếu chủ vẫn lạc, Lý Kiến Thành thuận thế trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Chỉ là cho tới nay, Lưu Ly Vương Thành đều lưu truyền nhận định nói Lý Kiến Thành tu la đạo tràng thâm bất khả chắc, hắn tu luyện một môn bí pháp của tu la sát đạo, vô cùng lợi hại. Một khi luyện thành thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như là phiền thiếu chủ tái sinh cũng chỉ có thể sách giày cho hắn. Loại nhận định này không có được chứng minh qua, lần trước trong chiến bài danh của thiếu chủ bảng, có vài người muốn cướp đoạt vị trí đứng đầu của Lý Kiến Thành, kể cả truyền nhân chu diễn của khổng thước Thánh Sơn. Thế nhưng mà tất cả những người khiêu chiến Lý Kiến Thành, cuối cùng đều chỉ kém một chiêu. Hơn nữa lúc khiêu chiến thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành chỉ dùng phương pháp thông thường, cũng không thấy hắn ta sử dụng bí pháp đặc biệt gì. Cho nên càng khiến cho Lý Kiến Thành này thần bí. Lần này Lý Kiến Thành sẽ sử dụng bí pháp sao? Vị Hoàng Nhi tiểu tỷ này nếu như Lý Kiến Thành thi triển bí pháp, không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu. chương 2054, ai bảo ai ba chiêu? Một, o oh ai ba chiêu? Một, người đã giao thủ với Lý Kiến Thành cũng biết, phương thức chiến đấu của Lý Kiến Thành vô cùng bá đạo, tính áp chế rất mạnh làm đối thủ của lý kiến thành là một chuyện vô cùng thống khổ rất nhiều thiên tài khiêu chiến lý kiến thành dưới thế công của lý kiến thành thậm chí ngay cả cơ hội phát động công kích trả lại cũng không có đã bị giết hoặc đánh bại cho dù là bên trận danh khổng tước thánh sơn nhìn thấy lý kiến thành lại nhìn qua hoàng nhi đều cảm thấy trận chiến này hoàng nhi tiểu tỷ không có cơ hội thắng đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều xem thường nàng vô song đại đế nhìn qua thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển của hoàng nhi hai mắt khẽ động Dường như có chút suy nghĩ. Hoàng nhi tiểu tỷ, chúng ta lại gặp mặt." Lý Kiến Thành cười ha hả, "Phù Lật nhất đạo, kiến thành hơn một chút. Trận võ đạo này Hoàng nhi tiểu tỷ nên cẩn thận, kiến thành mặc dù có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng luận võ đạo, cuối cùng khó tránh khỏi xảy ra chuyện không như ý. Nếu như Hoàng nhi tiểu tỷ không chống nổi, tốt nhất nên nói sớm một tiếng, kiến thành nhất định sẽ hạ đài, đủ để cho Hoàng nhi tiểu tỷ đi xuống." Ý tứ này hiển nhiên nói cho Hoàng nhi biết, nếu như nàng nhận thua, bổn thiếu chủ nhất định sẽ cho nàng cơ hội, sẽ không bước nàng tới mức ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Không thể không nói Lý Kiến Thành này vô cùng tự phụ. Lý Kiến Thành tuyệt đối không phải là loại người quên hết tất cả. Hắn nói những lời này nhìn như kha ẩn dung, thế nhưng trên thực tế cũng đang dùng khí thế áp bách Hoàng Nhi, ở trong lòng có ý định làm tan dã ý chí chiến đấu của Hoàng Nhi. Trên khuôn mặt mỹ mạo của Hoàng Nhi không có chút biểu lộ nào. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Lý Kiến Thành, Người tu la đạo chàng cuối cùng chỉ là một đám gia hỏa chỉ biết khua môi múa mép hay sao? Hoàng Nhi lãnh đạm nói, nếu như người muốn khoe khoang tài ăn nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi, người đã thất bại rồi. Khuôn mặt Lý Kiến Thành cứng đờ, hắn tự nhận mình làm như vậy đã rất phong độ rồi. Thế nhưng nhìn ý tứ của gia nhân xinh đẹp này, người ta căn bản không để hắn vào trong lòng A. À. Chẳng lẽ một phen da vẻ của hắn chẳng khác nào làm cho người mù loài nhìn hay sao? Lý Kiến Thành rất là phiền muộn phiền muộn gần như bạo phát điều buồn bực nhất trong nhân sinh chính là ngươi dốc lòng biểu hiện trước mặt giai nhân mà người ta lại coi ngươi giống như kẻ ngu xuẩn vậy giờ phút này lý kiến thành rốt cuộc cũng động sát cơ nhưng mà sát cơ này lập tức bị một cỗ phẫn nộ tà ác thay thế tiểu tiện nhân người rượu mời không uống lại muốn uống rượt phạt tốt 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 ổn thiếu chủ nhất định phải làm nhục ngươi một phen ở ván ai đợi sau khi khổng tước thánh sơn sụp đổ người rơi vào trong tay bổn thiếu chủ nhất định phải làm cho ngươi uyển chuyển hầu hạ trước mặt thiếu chủ khi đó để xem ngươi còn giả vờ thanh cao tới lúc nào những lời này lý kiến thành hận không thể thốt lên cũng may hắn còn chưa có quên mình có thân phận là thiếu chủ tu la đạo tràng những lời này cho dù muốn nói thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng tuyệt đối không thể nói ra được một khi nói ra sẽ rất khó nhìn hoàng nhi cực kỳ thông minh nhìn ánh mắt tà ác của lý kiến thành nhìn về phía mình nàng đã mơ hồ đoán ra được đối phương có ý nghĩ tà ác nào trong đầu trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Lý Kiến Thành, tu là đạo tràng các người muốn khiêu chiến quyền uy của khổng tước Thánh Sơn. Người đã khiêu chiết, vậy ta nhường ngươi xuất chiêu trước. Cái gì, cho ta xuất chiêu trước, Lý Kiến Thành cơ hồ còn cho rằng mình nghe nhầm, thế nhưng nữ tử này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề. Hay là bị bá vương khí của bổn thiếu chủ trấn nhiếp. Ha ha, người xác định để bổn thiếu chủ xuất chiêu trước sao? Lý Kiến Thành nói, giống như đang nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Đồng thời biểu hiện trên mặt hắn cũng cứng lại, uy áp hoàng cảnh cường đại không hề giữ lại mà phóng ra, tạo thành một đạo khí thế cường đại giống như khiêu khích phóng về phía Hoàng Nhi. Ta ác như Lý Kiến Thành, dường như hận không thể thông qua khí thế này khiến cho Hoàng Nhi ngã xuống đất. Dùng lĩnh lực hoàng cảnh của hắn làm nhục tiểu mỹ nhân nũng nịu gọi là Hoàng Nhi tiểu tỷ này. Hoàng Nhi cảm nhận được ý đùa dớn của Lý Kiến Thành, nàng càng nhíu mày, trong lòng thầm nói. Tiểu tử này ngả ngớn, vô lễ, vẫn là nghe Trần Ca nhân cơ hội phế hắn. Trong lòng Hoàng Nhi rất ít khi hiện lên suy nghĩ tà ác như vậy. Thế nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh vẫn bị Hoàng Nhi ngăn chặn. Không được, đánh bại Lý Kiến Thành thì có thể, thế nhưng phế hắn lại không ổn. Tâm tư Hoàng Nhi tinh tế, tỉ mỉ, lập tức nghĩ tới trận tiếp theo chính là Trần Ca đấu với lão nhân tu La Đại Đế kia. Nếu như nàng phế Lý Kiến Thành, tất sẽ khiến cho Tu La Đại Đế kia nổi giận lôi đình đến lúc đó trần ca chống lại tu la đại đế đang bị phẫn nộ công tâm chẳng phải là nàng làm liên lụy trần ca rồi hay sao không thể không nói tâm tư của hoàng nhi tinh tế khi cân nhắc vấn đề cũng vô cùng tỉ mỉ dù nàng bây giờ bất mãn với lý kiến thành như vậy thế nhưng cũng không định làm mọi chuyện quá tuyệt tình lý kiến thành nào có biết rằng tiểu mỹ nhân đứng ở đối diện hắn căn bản không phải kiêng kỵ hắn mà đang cân nhắc trong lòng nên xử trí hắn như thế nào hắn lại càng không biết mình ở trong suy nghĩ của Hoàng nhi đã đi qua quỷ môn quan một chuyến. Thế nhưng miệng vẫn không biết sống chết khiêu khích Hoàng nhi. Ở trong đám người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành, bổn thiếu chủ còn chưa bao giờ ra chiêu trước. Ngay cả cái gọi là chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi cho dù lên đài bổn thiếu chủ cũng khinh thường suốt chiêu trước. Hoàng nhi tiểu tỷ, ngươi có biết vì sao không? Lý Kiến Thành tìm được cơ hội như bức, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hoàng nhi không chút biểu tình, nói ta không có hứng thú biết rõ. Lý Kiến Thành cười ha hả, bởi vì ai cũng biết, nếu như bổn thiếu chủ xuất chiêu trước mà nói, đối phương có lẽ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có. Đây cũng không phải là Lý Kiến Thành tự đề cao mình, đường võ đạo của hắn kỳ thực khí phách cực kỳ. Người cùng hắn giao thủ, nếu như mất đi tiên cơ, thường thường sẽ bị hắn áp chế tới cùng, đánh tới ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Chống đỡ từ đầu tới cuối, nói không chừng ngay cả một lần cơ hội phản kích cũng không có mà đã thất bại. Thật sao, Hoàng Nhi ngay cả mí mắt cũng không có nhắc lên một chút. Hoàng Nhi tiểu tỷ không tin, lý kiến thành dùng giọng giống như trêu đùa con mồi, nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nhíu mày, đột nhiên nói tiếp, ta tin hay không chỉ là dâu nghe ý tứ của ngươi, là muốn ta ra tay trước sao. Trường 2055, ai bảo ai ba chiêu. Hai, o ai ba chiêu. Hai, bổn thiếu chủ tuy rằng gần đây không thích ra tay với nữ tu, có câu nói gọi là nam nhân tốt không đánh nữ nhân mà hiện tại đang ở trên lôi đài, không đấu cũng không được. Nhưng mà cho dù muốn đấu cũng phải có chút phong độ. Hoàng Nhi tiểu tỷ xuất chiêu trước đi, nếu như ngươi không có xuất chiêu trước, bổn thiếu chủ sợ rằng ngươi sẽ không còn cơ hội xuất chiêu nữa. Ngươi chắc chắn, chắn chắn, chắn chắn, ha ha, bổn thiếu chủ cũng muốn nhìn một chút, gia nhân như Hoàng Nhi tiểu tỷ khi công kích, bộ dáng sẽ động lòng người ra sao nha. Ngữ khí của Lý Kiến Thành không phải ngả ngớn bình thường nữa. Hoàng Nhi Thủy Trung vẫn không thèm để ý tới hắn, nhưng mà trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận, nàng khẽ gật đầu nói. Nếu như vậy ngươi tiếp chiêu đi, Lý Kiến Thành giống như mây trôi nước chảy, vui vẻ nói. Được, Hoàng Nhi tiểu tỷ nên cố gắng hết sức, cho dù là gãi ngứa, vậy cũng nên cần ra sức một chút nha. Như vậy đi, bổn thiếu chủ sẽ nhường Hoàng Nhi tiểu tỷ 10 chiêu trước được không? Ba chiêu thôi, Hoàng Nhi thản nhiên nói, ba chiêu thì ba chiêu, Hoàng Nhi tiểu tỷ có lệnh, Tự nhiên bổn thiếu chủ phải đáp ứng. Nhưng mà theo ý của bổn thiếu chủ, cứ đồng ý 10 chiêu, chẳng phải càng có thành ý hơn hay sao?